Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 17. Tam trọng kiếm thế, Hồng Trần thiếu. Theo thanh âm Tiêu Phàm khàn khàn vang lên, bang một tiếng, trường kiếm Tiêu Phàm ra khỏi vỏ, trở tay lăng không vạch một cái. Bang, trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ. Khí thế toàn thân trong nháy mắt thu liếm, tựa như một người bình thường. Ha ha, người giết không chết. Hắc Vô Thường ngửa mặt lên trời gào thét, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đánh rơi huyết kiếm, gắt gao che cổ mình. Nhưng mà vô luận che như thế nào đều không bưng bít được, máu tươi như suối bắn về phía không trung. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, con người màu đỏ tươi đều là kinh khủng cùng không cam lòng. Xem ngươi để cho ta lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, lưu ngươi toàn thây. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, quay người hướng cửa ra đi đến. Làm sao có thể, nhìn không thấy kiếm quang. Tiêu Phàm rời sinh tử đài, đám người kinh hô ra, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn vết máu trên mặt đất cùng thi thể băng lãnh kia. Có số ít kiếm tu vừa mới nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Loại kia đến từ trực giác đối kiếm nói cho bọn hắn, Hắc Vô Thường chính là chết dưới kiếm U Linh. Hắn làm sao làm được, trong gian phòng trang nhã. Tứ trưởng lão kinh hãi nhìn một màn kia, hắn cũng có chút nhìn không thấu. Sớm biết rõ nên đi hiện trường nhìn, nơi này chỉ có thể nhìn thấy kỳ hình, nắm không chắc được kỳ ý. Trong mắt nhị trưởng lão cũng là chấn kinh chi sắc. Thật ngại quá, hai vị, ta thắng. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, cười thập phần thống khoái, thắng lần này, 30 trận tiếp theo đối thủ của U Linh do hắn an bài. Đừng nghĩ 30 trận tiếp theo rất đơn giản. Cho dù có thể thắng liên tiếp 50 trận mà nói, cũng là cực kỳ gian nan. Bởi vì đối thủ bọn hắn đối mặt cũng sẽ là người thắng liên tiếp 50 trận trở lên. Hừ, mới 50 trận mà thôi, chưa chắc có thể sống qua 80 trận. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hất áo bào quay người rời đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết sinh tử đấu trường mấy đại trưởng lão vì hắn tranh mặt đỏ tới mang tai, hắn đổi một thân sạch sẽ y phục. Cùng nữ thị giả Tiểu Linh bàn giao vài câu liền rời đi. Mấy ngày tiếp theo, không an bài đối thủ cho Tiêu Phàm cũng không phản đối. Những thương thế trên người hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm, điểm ấy thương thế có thể đổi lấy tam trọng kiếm thế, đã là đủ rồi. Trở lại Vân Lai khách sạn, Phong Lang nhìn thấy Tiêu Phàm một thân trọng thương, trong mắt ngược lại là thập phần bình tĩnh. Tựa như tất cả những thứ này đều ở trong dự đoán trước của hắn. Thế nào, 50 trận rất thoải mái sao? Phong Lang một bộ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Còn có thể. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt lộ ra tinh thần uể oải, chỉ có con ngươi vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng. 50 trận sau này, mỗi một trận cũng sẽ không đơn giản hơn trận thứ 50, chỉ có không ngừng tăng thực lực mới có cơ hội bách thắng. Xem như người từng trải, Phong Lang rất rõ ràng trình độ hung hiểm trong sinh tử đấu. Yên tâm, ta biết rõ. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng không có mảy may e ngại, ngược lại có một tia chờ mong, bất quá hắn cũng biết trận đấu tiếp theo sẽ không có khả năng mỗi ngày 3 trận. Tiêu Phàm ngồi ở trên giường chữa thương, trong lòng nhớ lại từng màn chiến đấu trước đó, một lần nữa trải vuốt nhiều lần. Thực lực chân chính của quỷ ảnh mặc dù cũng không làm sao. Nhưng lại kiếm tẩu thiên phong, về sau gặp được người như vậy, nhất định phải hảo hảo chú ý. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cũng đúng lúc này, nội thành Ly Hỏa Đế Đô, bên trong sở gia phủ đệ tại một tòa biệt viện to lớn, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, dù là một con ruồi cũng đừng muốn xông vào. Biệt viện trong phòng, truyền đến một trận thanh âm ho nhẹ. Đại ca, người thế nào rồi? Một thanh âm Hoàng Anh truyền đến, nếu như Tiêu Phàm nghe được. Tự nhiên sẽ nhận ra chính là thanh âm của Sở Yên Nhiên. Trong phòng bố trí thập phần đơn giản, một loạt giá sách, mấy chuôi bảo kiếm, còn có một cái giường bệnh, trong không gian tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Trên giường nằm một thanh niên khuôn mặt gầy gò, nhìn qua liền 20 tuổi, da thịt trắng nõn, con người đen kịt, song mi lộ ra một khí chất cỗ sắc bén như đao như kiếm. Thanh niên này chính là Sở Khinh Cuồng. Chẳng qua so với hình tượng bình thường trước đây khác nhau một trời một vực. Hắn đã từng hăng hái, tư thế hiên ngang, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Muội muội, yên tâm, ta còn chưa chết được.
Sở Khinh Cuồng ho nhẹ mấy tiếng, khóe môi nhếch lên một tia máu màu đen, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cái gì có chết hay không, ta nhất định có thể cứu ngươi. Sở Yên Nhiên nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra, khóc lê hoa đái vũ nói. Tình huống ta biết rõ, mấy ngày nay, phụ thân cũng không tới nhìn ta. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười một tiếng, sinh ở đại gia tộc, hắn biết rõ đại gia tộc thực rất tàn khốc. Hắn đã từng tư thế oai hùng, tuổi gần 18 tuổi liền tiến vào nội viện chiến hồn học viện, trở thành cao thủ địa bảng, 20 tuổi đột phá chiến hoàng cảnh, toàn bộ ly hỏa đế đô ai không biết Sở Khinh Cuồng hắn. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, từ khi thân thể trúng độc, gia tộc ra giá thật lớn cũng chỉ không tốt, gia tộc cơ hồ đã gần như vứt bỏ hắn. Sở Khinh Cuồng mạnh, Sở gia trong thế hệ trẻ cơ hồ không ai có thể so sánh, nhưng hiện tại, vị trí của hắn đã bị người khác thay thế. Người ở bên ngoài xem ra, Sở gia vô luận tốn hao đại giới cỡ nào đều sẽ cứu chữa Sở Khinh Cuồng, nhưng khi bệnh này không cách nào cứu chữa, Sở gia còn kiên trì sao? Những sự tình này trong lòng Sở Khinh Cuồng rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi. Chỉ là nghĩ đến phụ thân cũng không tới thăm hỏi hắn, điều này khiến Sở Khinh Cuồng có chút tuyệt vọng. Phụ thân nhất định là sự vụ quấn thân, có thời gian khẳng định sẽ tới. Sở Yên Nhiên vội vàng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong mắt rõ ràng lóe qua vẻ khổ sở. Không cần gạt ta, chết kỳ thật cũng không đáng sợ. Người chết trong tay ta cũng không ít, thời điểm giết người ta đã nghĩ qua, bản thân có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Sở Khinh Cuồng cười khổ nói, gian nan đứng dậy. Sở Yên Nhiên vội vàng đỡ lấy, cúi đầu trầm mặc không nói. Hy vọng kiếp sau, ta có thể là một người bình thường. Sở Khinh Cuồng lắp bắp nói. Đại ca, ngươi một mực không nói, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Lấy thực lực ngươi, dò xét một cái cổ địa mà thôi, làm sao có thể trúng độc? Hơn nữa, quỷ dị độc ngay cả bát phẩm luyện dược sư cũng không có cách chữa. Ninh Xuyên, Sở Dịch Phong bọn hắn làm sao lại không có việc gì? Sở Yên Nhiên mở miệng nhỏ nhắn, hít sâu một hơi hỏi. Không cần đoán mò, vô luận là nguyên nhân gì chỉ có thể nói là không bằng người mà thôi. Sở Khinh Cuồng sầm mặt lại, ra hiệu Sở Yên Nhiên không thể nói lung tung, hiển nhiên là sợ nàng gặp tai bay vạ gió. Không phải ta đoán mò, hiện tại ai cũng nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Sở Dịch Phong bình thường chỉ là theo đuôi đại ca mà thôi, đại ca mỗi ngày nói bên miệng, nhưng những ngày qua hắn có tới thăm đại ca sao? Sở Yên Nhiên bực tức nói. Sắc mặt Sở Khinh Cuồng thập phần bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe qua một đạo sát mang. Còn có Lưu Thường tiện nhân kia, đều đã một tháng cũng không thấy nàng đến thăm ngươi. Cũng chỉ có trong lòng ngươi còn chứa bọn chúng. Sở Yên Nhiên càng nói càng kích động. Nghe được hai chữ Lưu Thường, trong mắt Sở Khinh Cuồng khó lộ ra một tia nhu tình. Đại ca, nhị tỷ. Một đạo thanh âm sốt ruột từ ngoài viện truyền đến, chỉ thấy một nữ tử váy trắng trực tiếp phá vỡ cửa phòng xông tới, chính là Sở Ngọc Tranh mà Tiêu Phàm từng tại Thương Mang Cốc gặp qua. Tiểu muội, tùy tiện còn ra thể thống gì? Sở Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng, rất có một bộ đại ca uy nghiêm, nhưng đáy mắt hắn lại lóe qua một tia yêu chiều. Đại ca, Sở, Sở Dịch Phong chuẩn bị cùng Lưu Thường đại hôn. Sở Ngọc Tranh nuốt nước miếng, bực tức nói. Cái gì? Nghe thấy Sở Ngọc Tranh nói, toàn thân Sở Khinh Cuồng run rẩy kịch liệt, dưới chân một trận phù phiếm, thiếu chút nữa thì không đứng vững. Trong miệng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sở Dịch Phong khốn kiếp. Sở Yên Nhiên gần như xé tâm lực kiệt gầm thét, đã sớm biết rõ Lưu Thường tiện nhân không phải thứ gì tốt, mà đại ca lại ái mộ nàng như thế. Sắc mặt Sở Ngọc Tranh cũng chẳng tốt đẹp gì. Những người trẻ tuổi dòng chính Sở gia từ nhỏ đến lớn bên cạnh Sở Khinh Cuồng, người họ kính ngưỡng duy nhất chính là Sở Khinh Cuồng. Dù là Sở Dịch Phong cũng không ngoài như vậy, nhưng mà không nghĩ tới Sở Dịch Phong vậy mà thừa dịp Sở Khinh Cuồng hiện tại sắp chết, đoạt nữ nhân của Sở Khinh Cuồng. Không có khả năng, không có khả năng. Đầu Sở Khinh Cuồng như là trống lúc lắc lay động, còn người rung động, lôi kéo cánh tay Sở Yên Nhiên và Sở Ngọc Tranh nói, mang ta tới đó. Ta muốn ở trước mặt hỏi bọn họ một chút, việc này đến cùng là thật hay giả. Đại ca, không cần đi. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, nước mắt cũng nhìn không được nữa, chảy ra. Không đi, ta làm sao có thể không đi.
Sở Khinh Cuồng cơ hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng gào thét. Một người là huynh đệ chí cốt, một bên là nữ nhân hắn yêu nhất. Cho dù hai người muốn phản bội cũng không cần đợi đến hiện tại, hoàn toàn có thể đợi hắn chết rồi nói, dù sao hắn cũng sống không được nhiều nữa. Ngông nghênh như Sở Khinh Cuồng làm sao có thể nuốt xuống cục tức này, cả đời này hắn còn không có tức giận như bây giờ. Cha đã rời khỏi vị trí gia chủ. Sở Yên Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói, thanh âm cơ hồ chỉ có nàng mới có thể nghe được. Muội muội, ngươi nói cái gì? Sở Khinh Cuồng mặt lộ vẻ dữ tợn, không dám tin tưởng lỗ tai hắn. Đại ca, cha đã rời khỏi vị trí gia chủ. Sở Yên Nhiên gần như gào thét, vừa nói, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên. Tiểu muội, đây là thật. Sở Khinh Cuồng không cam lòng, ánh mắt chuyển hướng Sở Ngọc Tranh. Sở Ngọc Tranh không nói, cuối cùng đành phải gật đầu. Cho dù cha không còn là gia chủ, ta vẫn là Sở gia Sở Khinh Cuồng. Toàn thân Sở Khinh Cuồng tản ra khí thế cường đại, cả người tựa như một tôn chiến thần vô địch. Bên trong thân thể hắn như có một tầng phong ấn phá vỡ, ngay sau đó phun ra mấy ngụm máu đen. Đại ca, không được. Sở Yên Nhiên sợ hãi giống lên, nhưng tới không kịp, phong ấn thân thể ngươi bị phá vỡ, độc tố sẽ lưu động nhanh hơn. Chúng ta đi tìm Tiêu Phàm, hắn nói có biện pháp có thể trị hết cho ngươi. Nhị tỷ, thực có người có thể trị khỏi cho đại ca. Toàn thân Sở Ngọc Tranh khẽ run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sắc mặt Sở Khinh Cuồng không thay đổi, tựa như hắn đã hoàn toàn không quan tâm tới sinh tử. Không sai, lần trước ta tại chợ đêm đụng phải một người, chính là người giết Ngô Nhân, gọi là Tiêu Phàm. Hắn nói có thể cứu đại ca, ta sẽ mang đại ca qua. Sở Yên Nhiên vội vàng giải thích nói. Phong ấn trong cơ thể Sở Khinh Cuồng bị phá vỡ, khiến cho thời gian sống còn không nhiều, nếu như không được giải độc lập tức, đoán chừng dược thần cũng khó cứu. Chết, ta không oán không hối. Ánh mắt Sở Khinh Cuồng lộ ra vẻ kiên quyết, sinh tử không hề để ý. Đại ca, không phải cha mặc kệ ngươi, là bởi vì thương thế ngươi tốn hao quá lớn, nhóm tộc trưởng lão không đồng ý để ngươi tiếp tục đảm nhiệm chức gia chủ. Lần trước Tiêu Phàm cho ta một khối thất thải long văn mộc, cha dựa theo bản vẽ đi tìm người luyện chế hồn binh. Hơn nữa cha vì có được gốc cây ngọc cơ hoa, dứt khoát từ bỏ vị trí gia chủ. Chúng ta đều không từ bỏ, ngươi tại sao có thể từ bỏ? Sở Yên Nhiên gắt gao lôi kéo Sở Khinh Cuồng nói. Đã không kịp, là ta thật xin lỗi cha, thật xin lỗi các ngươi. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng hất lên, liền tránh thoát cánh tay hai người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sở gia phủ đệ phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, người đông nghìn nghịt. Chúc mừng, Dịch Phong cùng Lưu Thường thật có thể nói là ông trời tác hợp. Một điểm lễ nhỏ, bất thành kính ý. Thực sự là song hỷ lâm môn a, Sở huynh đảm nhiệm gia chủ Sở gia, lại có Lân Nhi cùng ái đổ hoa hoàng kết liền cành. Đủ loại âm thanh chúc mừng, tiếng nịnh nọt không dứt bên tai. Bên trong đại đường Sở gia, một thanh niên áo bào đỏ đứng đấy, đúng dáng một chú rể, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Thanh niên này không phải người khác, chính là Sở Dịch Phong đường đệ Sở Khinh Cuồng, hắn Ngọc Thụ Lâm Phong. Dáng dấp cũng tuấn tú lịch sự. Bên người Sở Dịch Phong là một nữ tử mặc áo tân nương, đầu đội mũ phượng, đoan trang thanh nhã, mắt ngọc mày ngài, tư thái thướt tha, như hoa sen mới hé nở. Nữ tử tên là Nhược Lưu Thường, hơn nửa tháng trước, Nhược Lưu Thường vẫn là nữ nhân của Sở Khinh Cuồng, đây là sự tình mọi người đều biết. Nhưng mà hôm nay, người Nhược Lưu Thường phải lập gia đình cùng lại không phải Sở Khinh Cuồng, mà là Sở Dịch Phong đường đệ của Sở Khinh Cuồng. Mọi người biết rõ điểm này nhưng không có đánh giá phán xét, đành phải chôn thật sâu trong lòng, ai kêu phụ tử Sở Khinh Cuồng thất thế đây. Cái thế giới này chính là tàn khốc như thế, nhất là những đại gia tộc kia. Một khi đối với gia tộc không còn cống hiến, liền sẽ không chút do dự bị gia tộc đá ra ngoài, tránh như tránh bọ cạp rắn rết. Dù là ngươi đã từng ngạo thế thiên kiêu, hăng hái, một khi có rơi xuống tuyệt đối có rất nhiều người sẽ lại gần dẫm mấy cước. Đến giờ, tân lang tân nương cùng bái thiên địa, một tiếng hét to vang lên, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Khóe miệng Sở Dịch Phong lộ ra một tia tiếu dung, dường như một ngày này hắn đã chờ đợi rất lâu. Nhất bái thiên địa, thanh âm người điều khiển tiếp tục vang lên. Thần sắc đám người mỗi người không giống nhau,
có phức tạp, có hâm mộ, cũng có khinh thường. Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường hai người nhìn nhau, chậm rãi quay người nhìn về phía cửa ra đại đường. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, một cỗ khí thế ngút trời cuốn tới, tại đại sảnh đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò. Sắc mặt hắn trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thậm chí bước chân có chút phù phiếm, nhưng tất cả mọi người ở đây không có người nào dám khinh thị hắn. Khinh cuồng, người tới mừng cho đệ đệ và em dâu sao? Giữa đại đường, một nam tử trung niên mặc cẩm bào trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bất quá hắn vẫn nói ra. Sở Khinh Cuồng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Nhược Lưu Thường. Khuôn mặt dưới tấm hồng sa kia trong nháy mắt trắng bệch, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Đại ca, thân thể ngươi không tốt, hảo ý ngươi đệ đệ liền tâm lĩnh, người đâu, nhanh đỡ đại ca về nghỉ. Sở Dịch Phong nhếch miệng cười một tiếng, rất có một bộ tiểu nhân đắc chí. Mấy người hạ nhân vội vàng hướng về Sở Khinh Cuồng đi đến. Sở Khinh Cuồng không nói, con người lạnh lẽo liếc mấy tiểu nhân kia, mấy người toàn thân run rẩy kịch liệt, tim mật phát lạnh, phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt kia thật quá đáng sợ, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi, Sở Khinh Cuồng không phải sắp chết sao? Làm sao có thể cường đại như thế? Sở Khinh Cuồng, ngươi muốn làm cái gì? Cẩm bào nam tử gầm thét bỗng nhiên đứng dậy, ngay trước nhiều tân khách như vậy đến đập phá quán, hắn như thế nào có thể nhẫn nhịn được, vừa vặn dựa thế bão nổi. Nhược Lưu Thường, nàng muốn gả cho hắn, thần sắc Sở Khinh Cuồng lạnh lùng, nhìn chằm chằm tấm hồng sa kia. Toàn thân Nhược Lưu Thường khẽ run lên, đối với Sở Khinh Cuồng, nàng có một loại bản năng kiêng kỵ cùng sợ hãi, cuối cùng cắn răng nói, đúng. Ha ha ha, Sở Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn ngập một loại cuồng dã, một loại phóng đãng không bị trói buộc, một loại ngạo khí bế nghễ thiên hạ, còn có một loại nản lòng thoái chí. Hay cho một cái Sở gia, đệ đệ tốt, các ngươi coi Sở Khinh Cuồng ta là cái gì? Thành toàn cho các ngươi, có thể, bất quá đồ vật ta cho các ngươi, hôm nay ta phải thu hồi lại. Sở Khinh Cuồng giữ tợn cười một tiếng. Đi từng bước một hướng bên trong đại đường, sát cơ bắn ra bốn phía. Lôi xuống, cẩm bào nam tử sầm mặt lại, thét mắng một tiếng, chỉ một thoáng vô số đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, xông thẳng đến phía Sở Khinh Cuồng. Ai dám ngăn ta, Sở Khinh Cuồng hét giận dữ một tiếng, khí thế cuồng bạo tản ra, trong nháy mắt quét sạch cả tòa đại đường. Gạch nối, cuồng dã, bá đạo. Hai từ giờ khắc này ở trên người Sở Khinh Cuồng triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, thời kỳ đỉnh cao của Sở Khinh Cuồng, miệt thị một đời, Sở Khinh Cuồng sắp chết cũng phải bế nghế tứ phương. Đối mặt mấy đạo thân ảnh chung quanh, căn bản không có bất kỳ e ngại, tay cầm một chuôi trường kiếm đi lên, kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, các tân khách bị dọa đến nhao nhao chạy trốn. Phốc, một kiếm rơi xuống, một người bị một kiếm chém giết, thi thể một phân thành hai. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thủ đoạn đơn giản mà thô bạo. Mấy người khác bị dọa đến toàn thân run lên, bọn hắn cảm giác Sở Khinh Cuồng đã trở về, nào có bộ dáng thụ thương chúng độc, gần đất xa trời. Sở Khinh Cuồng, ta lấy thân phận gia chủ, ra lệnh ngươi dừng tay. Cẩm bào nam tử quát ầm lên, đi từng bước một hướng Sở Khinh Cuồng, chỉ cần Sở Khinh Cuồng tiếp tục xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ thi triển một kích lôi đình. Nếu như không phải Sở Khinh Cuồng đã sắp chết, có lẽ hắn đã sớm xuất thủ. Sở lão nhị, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm gia chủ Sở gia sao? Sở Khinh Cuồng giữ tợn cười một tiếng, xì một miếng nước bọt, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hỗn trướng, không biết lễ phép, hôm nay không giáo huấn ngươi, người khác cho là Sở gia không có quy củ. Nghe được Sở lão nhị ba chữ này, nam tử cầm bao tức điên lên, hắn tên là Sở Trung Thiên. Cũng là phụ thân Sở Dịch Phong. Cho tới nay, Sở Trung Thiên một mực bị Sở Tiêu Thiên phụ thân Sở Khinh Cuồng áp chế. Năm đó bị đưa ngoại hiệu Sở Lão Nhị, đây một mực là ấn ký không thể xóa nhòa, cũng là sỉ nhục của hắn. Vốn định bản thân sinh nhi tử có thể áp chế con trai của Sở Tiêu Thiên, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Sở Dịch Phong cũng bị Sở Khinh Cuồng áp chế gắt gao. Chỉ cần Sở Khinh Cuồng không chết, con trai của hắn Sở Dịch Phong vĩnh viễn không có ngày được ngẩng đầu. Bây giờ trở thành gia chủ khiến Sở Trung Thiên có loại cảm giác làm chủ nhân, làm sao có thể để cho người ta lăng nhục. Vừa dứt lời, Sở Trung Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ,
đám người căn bản không thấy kịp bóng dáng hắn. Có thể trở thành gia chủ Sở gia, cho dù không phải chiến đế, cũng ít nhất phải là chiến hoàng đỉnh phong. Dạng thực lực này Sở Khinh Cuồng có thể địch như thế nào? Sở lão nhị, mãi mãi cũng chỉ là Sở lão nhị, cho dù thay đổi thân phận, người vẫn như cũ chỉ là Sở lão nhị. Sở Khinh Cuồng nhe răng trợn mắt, cho dù hắn chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng vẫn không có bất kỳ sợ hãi gì. Tại đỉnh đầu hắn, một chuôi kim sắc trường kiếm chìm nổi, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm giống như một đầu thần long. Bát phẩm chiến hồn, đế lân kiếm, đám người kinh hô ra, mặc dù rất nhiều người sớm đã đoán được, nhưng chân thực nhìn thấy lại là một phen ý vị khác. Một tiếng nổ vang, thân thể Sở Khinh Cuồng bay ngược ra, đập ầm ầm bên ngoài quảng trường, toàn thân xương cốt phá toái, đỉnh đầu chiến hồn đế lân kiếm càng vang lên tiếng kèn kẹt bị nứt ra. Thật ác độc, đây là danh chính ngôn thuận phế tu vi Sở Khinh Cuồng. Dù Sở Khinh Cuồng có thể sống sót cũng suốt đời không cách nào tu luyện lại. Con người đám người co rụt lại, kiêng kỵ nhìn Sở Trung Thiên. Không hổ danh là người có thể trở thành gia chủ, tâm tư cùng thủ đoạn không phải ác độc bình thường. Phốc, Sở Khinh Cuồng miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, khí thế trong nháy mắt biến mất, cả người cơ hồ chỉ còn lại một hơi, bất quá hắn vẫn không có ngã xuống, lung la lung lay đứng dậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng Sở Trung Thiên không có dự định buông tha Sở Khinh Cuồng, thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện ở bên người Sở Khinh Cuồng. Thứ phản nghịch, đáng chém. Gầm lên một tiếng, Sở Trung Thiên một trưởng vô tình, hướng về đỉnh đầu Sở Khinh Cuồng. Oanh, nhưng mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hư không nổ vang, thân thể Sở Trung Thiên bay ngược ra. Trước người Sở Khinh Cuồng xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào đen. Hắn mặt như đao tước, ánh mắt thâm thúy, áo bào phần phật không gió mà bay, cả người tản ra một cỗ khí thế siêu nhiên. Nhị đệ, hắn tốt xấu cũng là chất nhi ngươi. Hắc bào nam tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, người tới không phải người khác, chính là phụ thân Sở Khinh Cuồng, Sở Tiêu Thiên. Dịch Phong còn không phải đệ đệ của hắn sao? Hắn có thể tâm ngoan thủ lạt, ta chỉ bất quá vì Sở gia trừ phản nghịch mà thôi. Sở Trung Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mặc kệ bất luận tình nghĩa huynh đệ. Hai con ngươi Sở Tiêu Thiên ngưng tụ nhìn Sở Khinh Cuồng trên mặt đất hoàn toàn thay đổi, trong lòng sát ý tràn ngập. Cho dù là đệ đệ, đoạt nữ nhân của đại ca, hắn cũng tính là đệ đệ. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi sau lưng Sở Tiêu Thiên. Chính là tỷ muội Sở Yên Nhiên và Sở Ngọc Tranh. Đoạt, Lưu Thường cam tâm tình nguyện gả cho Dịch Phong cam tâm tình nguyện lấy Lưu Thường, hai người tình đầu ý hợp, cái gì gọi là đoạt? Sở Trung Thiên cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Tiêu Thiên ngữ khí cũng lạnh xuống. Hôm nay Sở gia nhất định tru diệt phản nghịch, thể hiện uy nghiêm Sở gia. Sở Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về Sở Khinh Cuồng đánh tới. Con ngươi Sở Tiêu Thiên hơi co lại, hắn biết Sở Trung Thiên sở dĩ dám làm như thế, nhất định những lão bất tử gia tộc kia ngầm đồng ý, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Khinh Cuồng chết. Nghĩ vậy, Sở Tiêu Thiên không chút do dự hướng về Sở Trung Thiên đánh tới. Chết, đột nhiên gầm lên một tiếng. Chỉ thấy một đạo hàn mang lóe qua, kiếm phong sắc nhọn từ phía sau Sở Khinh Cuồng đánh tới. Đại ca cẩn thận, một tiếng khẽ kêu, một đạo thân ảnh váy trắng bỗng nhiên ngăn khuất trước người Sở Khinh Cuồng. Phốc, tâm huyết vẩy ra nhuộm đỏ mặt Sở Khinh Cuồng, máu tươi nóng hổi khiến tâm hắn hung hăng run rẩy một cái. Tiểu muội, Sở Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trên trán nổi gân xanh, hai mắt che kín huyết sắc, đáng tiếc chiến hồn bị thương. Kinh mạch bị hao tổn, hắn vừa mới đứng lên, lại ngã vào mặt đất. Sở Dịch Phong, ngươi, ta muốn ngươi phải chết. Sở Yên Nhiên tê tâm liệt phế, tiểu muội nàng sủng ái nhất lại bị Sở Dịch Phong giết chết. Sở Yên Nhiên sát tâm nổi lên, cầm trong tay một chuôi trường kiếm. Chỉ bằng ngươi, trên mặt Sở Dịch Phong lộ ra một tia khinh thường, nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác cổ phát lạnh, một bàn tay xuất hiện gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Đại ca, dừng tay, Sở Trung Thiên kêu to, không dám tiếp tục xuất thủ. Bóp lấy cổ Sở Dịch Phong chính là Sở Tiêu Thiên, một cái tay khác nắm chặt kiếm trong tay Sở Yên Nhiên, ánh mắt băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dịch Phong. Sắc mặt Sở Dịch Phong đỏ bừng,
hai mắt tràn ngập máu tươi, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Trong tay Sở Tiêu Thiên hắn căn bản không có lực phản kháng, như một con gà con. Cha, hắn giết tiểu muội, để cho ta giết hắn. Sở Yên Nhiên gào thét, nhìn thấy Sở Ngọc Tranh trên mặt đất không còn sức sống, nàng muốn phát cuồng. Cánh tay Sở Tiêu Thiên run rẩy lại dùng sức mấy phần. Hắn làm sao không giận, làm sao không muốn giết chết Sở Dịch Phong. Hắn hận không thể đem phụ tử Sở Dịch Phong lột ra chóc thịt. Nhưng hắn không thể, một khi giết Sở Dịch Phong, Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên cũng phải chôn cùng. Đại ca, thả Dịch Phong, ta lấy vị trí gia chủ đảm bảo, ai cũng sẽ không gây bất lợi cho Khinh Cuồng và Yên Nhiên. Sở Trung Thiên sợ Sở Tiêu Thiên ném chuột vỡ bình, vội vàng mở miệng nói. Hoa Hoàng, ngươi làm chứng cho ta, còn có các vị ở đây đều có thể làm chứng. Thấy Sở Tiêu Thiên sát cơ nồng đậm, Sở Trung Thiên vội vàng nhìn tất cả mọi người bốn phía. Trong đó một bà lão chống gậy cau mày một cái, cuối cùng gật đầu, lão bà tử có thể làm chứng. Nghe thấy bà lão nói, Sở Tiêu Thiên chậm rãi buông tay ra, hắn tin tưởng, lấy địa vị bà lão, câu nói này có thể giữ được nhi nữ của hắn không chết. Yên Nhiên, mang theo đại ca cùng tiểu me huội ngươi đi. Sở Tiêu Thiên cũng không quay đầu lại nói. Cha, đi, Sở Tiêu Thiên quát khẽ nói, quay người thừa cơ kín đáo đưa cho Sở Yên Nhiên một đồ vật. Sở Yên Nhiên thấy thế khẽ cắn môi, cưỡng ép nước mắt xuống không cho chảy ra. Sở Khinh Cuồng hai tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt Sở Ngọc Tranh, hai hàng huyết lệ tràn mi, run giọng nói, tiểu muội, nếu ta không chết, mối thù hôm nay chắc chắn hoàn trả gấp trăm lần, nguyện kiếp sau không là người Sở gia. Nghe nói như thế, người ở đây toàn thân run rẩy dữ dội, Sở Yên Nhiên nâng Sở Khinh Cuồng cùng thi thể Sở Ngọc Tranh, đột nhiên biến mất ở chân trời. Gạch nối, tại Vân Lai khách sạn qua mấy canh giờ chữa thương, thương thế Tiêu Phàm đã khôi phục không sai biệt lắm, chảy ngoài ra với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tam trọng kiếm thế quả nhiên không tầm thường, thật hóa hư, phối hợp chiến kỹ thi triển, uy lực tăng lên gấp 2. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Tiểu Hữu, có đây không? Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tam gia. Tiêu Phàm mở cửa phòng, lại nhìn thấy Y Vân đứng ở cửa, thần sắc có chút ngưng trọng, tam gia, có chuyện gì không? Ngươi đi theo ta. Y Vân hít sâu khẩu khí, nói khẽ. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn đi theo. Vòng qua mấy gian biệt viện, Y Vân mang hắn tiến vào một gian kho củi không đáng chú ý. Tiến vào kho củi, Y Vân cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đạo ám môn, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Không biết Y Vân có ý gì nhưng vẫn đi vào. Sau cửa ngầm là một đường thông hướng xuống lòng đất u ám, từng bậc thang hai bên được điểm xuyến một chút dạ minh châu, ngược lại cũng không trở ngại tầm nhìn. Đi không lâu lập tức một mảnh sáng ngời tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, đồng thời tiến vào tầm mắt hắn còn có ba đạo thân ảnh. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu đại ca và tiểu muội ta. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một bóng người xinh đẹp lập tức nhào tới. Quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, ôm chân hắn khẩn cầu. Bóng hình xinh đẹp không phải ai khác chính là Sở Yên Nhiên. Sở Khinh Cuồng nằm trên một cái giường, máu me khắp người, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Nếu như không phải có thể cảm nhận được tiếng hít thở yếu ớt, Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn đã chết. Bên người Sở Khinh Cuồng, nằm tại một chiếc giường khác là một nữ tử váy trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ là giờ phút này đã không còn hô hấp, hiển nhiên là đã chết. Tam gia, Tiêu Phàm không biết làm sao, đành phải nhìn về phía Y Vân. Buổi sáng hôm nay, Sở gia gia chủ Sở Tiêu Thiên, cũng chính là phụ thân bọn hắn đến đi tìm ta, hỏi thăm một chút sự tình của ngươi để cho ta tận lực tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng ta cũng không nghĩ đến, sự tình lại nhanh như vậy phát triển đến bước này. Y Vân thở dài. Tiêu công tử, van cầu ngươi mau cứu bọn họ, van cầu ngươi. Sở Yên Nhiên hai hàng huyết lệ chảy ra. Nơi nào còn phong khinh vân đạm, khí chất thiên chi kiêu nữ lúc trước. Để ta nhìn một chút, nhưng chưa chắc có thể cứu bọn họ. Tiêu Phàm nhìn Sở Yên Nhiên điềm đạm đáng yêu, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn. Thủ đoạn Sở Yên Nhiên có lẽ cũng có chút tàn nhẫn, nhưng giờ phút này lại buông xuống tư thái quỳ trước mặt mình, hắn lại có thể nói cái gì đây? Huống chi, hủ cốt thực hồn tán mặc dù kém chút hại chết hắn và hồn thú trong cốc. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn sống sót.
đi đến bên người Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm chạm lấy mạch đập Sở Khinh Cuồng, hồn lực chậm rãi rót vào bên trong thân thể Sở Khinh Cuồng, sau một khắc, lông mày Tiêu Phàm vặn thành hình chữ xuyên. Như thế nào? Y Vân hỏi, hắn trước kia cũng nhìn qua thương thế Sở Khinh Cuồng, trừ phi dược thần tái thế, không thì không có khả năng cứu sống. Dù vậy, hắn cũng muốn Tiêu Phàm thử xem. Hắn thương thế này còn không đến 3 canh giờ, các người trước đó không phải nói nửa tháng trước mới bị thương sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Sự tình là như thế này, chất nữ, người đến nói đi. Y Vân thở dài. Hắn biết việc này có thể lớn có thể nhỏ, Tiêu Phàm có quyền biết rõ, đổi lại là hắn, cũng không có khả năng tùy ý xuất thủ. Dù sao Sở Khinh Cuồng và Sở Yên Nhiên đều là con cái Sở gia gia chủ, toàn bộ Ly Hỏa Đế đâu ai dám tổn thương bọn hắn. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, liền biết rõ sự tình không đơn giản, cứu Sở Khinh Cuồng rất có thể đắc tội một địch nhân cường đại, Y Vân đều cẩn thận từng ly từng tí như thế, liền có thể nghĩ. Sở Yên Nhiên cơ hồ khàn cả giọng, nức nở đem sự tình hôm nay nói đơn giản một lần, nàng cũng biết Tiêu Phàm kiêng kỵ cái gì. Đây là muội muội ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy thi thể Sở Ngọc Tranh, trong lòng khe khẽ thở dài, tại Thương Mang Cốc hắn có gặp qua Sở Ngọc Tranh. Mặc dù kiêu hoành bạt hổ, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn đẩy nàng vào chỗ chết, không nghĩ tới lúc gặp lại nàng đã là một cỗ thi thể. Thấy Sở Yên Nhiên gật đầu, Tiêu Phàm thán một hơi nói, để cho nàng nhập thổ vi an đi. Đối với một người chết, Tiêu Phàm vẫn duy trì đầy đủ tôn trọng. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi có thể cứu hắn hay không? Y Vân nhìn về phía Sở Khinh Cuồng nói, Sở Ngọc Tranh đã chết, đây là sự thật không thể thay đổi. Nhưng Sở Khinh Cuồng còn sống, vậy thì có một tia hy vọng. Tiêu công tử, Sở Yên Nhiên nghe vậy, lại quỳ xuống dưới. Bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn chặn, nói ta muốn ngươi mang đồ vật đến, ngươi có mang đến không? Có. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, trong lòng Sở Yên Nhiên khẽ run lên, chẳng lẽ hắn thực có thể cứu đại ca? Nghĩ vậy, nàng không chút do dự xuất ra một cái hồn giới cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, trong lòng hơi kinh hãi, bên trong hồn giới vậy mà đổ đầy hồn thạch và linh dược. Bất quá Tiêu Phàm vẫn chỉ lấy ra hai cái hộp gỗ, sau đó đem hồn giới đưa cho Sở Yên Nhiên. Tiêu công tử, những thứ này là thù lao. Nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn hồn giới, trong lòng Sở Yên Nhiên hơi trầm xuống một cái. Nàng vội vàng mở miệng nói. Sở Tiêu Phàm cự tuyệt cứu chữa cho Sở Khinh Cuồng. Yên tâm, ta có thể cứu nhất định cứu, cần thứ gì, cũng sẽ hướng ngươi mở miệng. Tiêu Phàm bỏ đi lòng nghi ngờ của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên không dám nhiều lời, bị Y Vân lôi kéo đứng ở một bên. Tiêu Phàm đem một cái hộp gỗ thu nhập vào bên trong hồn giới. Bên trong hộp gỗ chính là bát phẩm linh dược ngọc cơ hoa, cuối cùng đưa mắt rơi vào phía hộp gỗ trong tay. Nhẹ nhàng mở ra. Từng đạo thất thải hồng mang phát ra, một cỗ sinh cơ nồng đậm hướng bốn phía tiêu tán mà, ẩn ẩn nhìn thấy có từng đầu thần long bay múa. Hồn lực Tiêu Phàm quét qua, thất thải quang mang đột nhiên biến mất, hiển lộ ra chín cây kim châm kim quang lóng lánh, kim sắc quang mang bên trong còn ẩn ẩn mang theo sắc thái khác. Lúc này, bạch thạch bên trong hồn hải khẽ run lên, một tia bạch mang theo cánh tay Tiêu Phàm rót vào chín cây kim châm. Sau một khắc, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng chín cây kim châm trong nháy mắt có một loại liên hệ thần diệu. Đây là dùng thất thải long văn mộc luyện chế hồn khí. Y Vân kinh ngạc nhìn chín cây kim châm nói. Đồ vật này luyện chế hiệu quả so với ta tưởng tượng tốt hơn hẳn, chỉ ít đại ca ngươi tạm thời không phải chết. Tiêu Phàm gật đầu nói, trong lòng hơi hơi trầm ngâm, kiếp trước không có cách nào chân chính thi triển huyền hoàng cửu châm chi thuật, đương thời rốt cục có thể hảo hảo thử nghiệm. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Sở Yên Nhiên lau nước mắt, trên mặt khó hiện ra một nụ cười. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong nháy mắt thu liễm tâm thần, lấy ra một cây kim châm, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt bắn vào chính giữa đỉnh đầu Sở Khinh Cuồng. Nhìn thấy một màn này, Sở Yên Nhiên bưng chặt miệng, Y Vân trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc. Kim châm dài ước chừng nửa thước vậy mà có thể cắm vào trong đầu. Nếu như không phải ngựa chết chữa như ngựa sống. Hai người tuyệt đối coi Tiêu Phàm mưu tài hại mệnh. Đừng nhìn châm rất đơn giản, nhưng lại hao phí một phần ba hồn lực của Tiêu Phàm. Châm này tên là định hồn châm, hồn cũng không phải là chân chính hồn phách, mà là tinh khí thần của một người. Bản thân người bị trọng thương sẽ chết,
chính là bởi vì tinh khí thần biến mất. Châm này xuống dưới ít nhất có thể đủ khóa chặt tinh khí thần của Sở Khinh Cuồng, không cho nó trôi qua. A, à, đột nhiên, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ kinh dị, một tia hồn lực vội vàng rót vào thân thể Sở Khinh Cuồng. Khiến hắn rất ngạc nhiên là hồn lực toàn thân Sở Khinh Cuồng vậy mà chậm rãi hướng về đỉnh đầu hội tụ. Đồng thời, kim châm ngưng tụ linh khí thiên địa bốn phía dung nhập trong đó, nếu như kiên trì xuống, há không phải có thể chậm rãi phục hồi kinh mạch như cũ. Huyền Hoàng Cửu Châm, đây mới là Huyền Hoàng Cửu Châm chân chính, hoàn toàn là căn cứ chiến hồn đại lục Donnie đóng giày A. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy. Huyền Hoàng Cửu Châm một châm liền có hiệu quả như thế, thì châm thứ hai sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lấy ra một cái Long Văn Kim Châm cắm vào vị trí hồn hải của Sở Khinh Cuồng. Quả nhiên, dị biến lần nữa phát sinh, hồn lực trong thân thể Sở Khinh Cuồng chậm rãi dọc theo hai cây Long Văn Châm ở giữa kinh mạch bắt đầu tuần hoàn. Như tu sĩ lúc tu luyện, hồn lực dọc theo công pháp lộ tuyến định trước vần quanh, không ngừng cọ rửa kinh mạch và thân thể. Nhanh, lấy ra một chút hồn thạch đặt ở bên cạnh hắn. Tiêu Phàm đột nhiên quát. Sở Yên Nhiên nào còn dám do dự, phụ thân Sở Tiêu Thiên chuẩn bị cho nàng không ít hồn thạch, bây giờ có thể cứu đại ca, căn bản không có bất kỳ cái gì không bỏ được. Số lớn hồn thạch xuất hiện ở bốn phía Sở Khinh Cuồng, từng đạo nồng đậm hà vụ lan tràn ra bao phủ thân thể Sở Khinh Cuồng như là mộng ảo. Y Vân cùng Sở Yên Nhiên sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Sở Khinh Cuồng rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự lại còn có thể không ngừng hấp thu hồn lực bên trong hồn thạch. Quá không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Tiêu Phàm càng không bình tĩnh, tiếp tục cắm bốn cái Long Văn Kim Châm vào tứ chi Sở Khinh Cuồng. Có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh bốn cái Long Văn Kim Châm lượn vòng lấy nguyên một vòng xoáy nhỏ hồn lực. Bốn phía hồn lực dọc theo vòng xoáy kia ngưng tụ trên Long Văn Kim Châm, sau đó rót vào bên trong thân thể Sở Khinh Cuồng. Khôi phục kinh mạch thì sáu cái cũng đủ, đáng tiếc, vẫn là thực lực có hạn. Huyền Hoàng Cửu Châm chi thuật cảnh giới tối cao, một châm liền có thể giải quyết vấn đề. Trong lòng Tiêu Phàm thầm thở dài nói. Nếu để cho Y Vân cùng Sở Yên Nhiên biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tiêu Phàm thở phào, khi hắn đứng dậy lại phát hiện trước mắt một trận biến thành màu đen, Y Vân vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm. Ta không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ. Tiêu công tử, như vậy cũng được. Sở Yên Nhiên kích động nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười khổ nói, người thật coi ta là thần tiên à, đây chỉ là ổn định thương thế hắn mà thôi. Nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn mà nói, nửa tháng kinh mạch hắn có thể phục hồi như cũ, sau khi những cái hồn thạch hao hết, người nhớ kỹ phải kịp thời bổ sung. Được. Sở Yên Nhiên có chút cô đơn, bất quá cũng không dám phản bác. Có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu hay không? Y Vân hỏi, Sở Tiêu Thiên đối với Sở Khinh Cuồng ôm chờ mong rất lớn, nếu như Sở Khinh Cuồng trở thành một tên phế nhân, như vậy cùng chết có gì khác nhau? Nói nghe thì dễ. Tiêu Phàm thán một hơi, kinh mạch và hồn hải bị thương còn giải quyết được. Nhưng chiến hồn bị thương, ta tạm thời còn không có biện pháp, mặt khác, độc trong người hắn mới khó giải quyết nhất đấy. Hồn hải bị hao tổn còn giải quyết được. Y Vân và Sở Yên Nhiên cổ quái nhìn Tiêu Phàm, trong lòng có phần không bình tĩnh. Làm sao, ta trên mặt có gì à? Tiêu Phàm sờ sờ khuôn mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không có. Hai người lắc đầu, Y Vân cười nói, Tiêu Tiểu Hữu, ngươi không biết, hồn hải bị hao tổn kỳ thật so với chiến hồn còn nghiêm trọng hơn, dù sao hồn hải mới là cơ sở của chiến hồn. Tiêu Phàm rốt cục biết hai người vì sao quái dị nhìn hắn. Chỉ là sự tình hắn còn thực không biết. Đúng rồi, người có biết đại ca ngươi trúng độc trước đó thường xuyên cùng người nào chung một chỗ không? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn Sở Yên Nhiên hỏi. Cùng người nào cùng một chỗ? Ngươi là nói thực sự có người cố ý để cho đại ca ta trúng độc? Ánh mắt Sở Yên Nhiên vô cùng băng lãnh, như có một cỗ lệ khí ngập trời giấu trong người, trong nháy mắt nhớ tới mấy đạo thân ảnh. Không được bài trừ khả năng này. Tiêu Phàm gật đầu. Mặc dù ta tạm thời không biết là độc gì, nhưng là loại độc này khuếch tán rất chậm, hẳn là kết quả trường kỳ. Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường, nhất định là đôi cẩu nam nữ kia. Trước khi đại ca trúng độc, một mực ở cùng một chỗ với bọn chúng,
hơn nữa cũng là do bọn chúng phát hiện cổ địa. Nhưng mang theo rất nhiều người đến dò xét, sau khi từ chỗ kia về đại ca bị trúng độc, bát phẩm luyện dược sư đều không biết là độc gì. Sở Yên Nhiên vô cùng phẫn nộ. Chính bởi vì Sở Khinh Cuồng trúng độc mới phát sinh liên tiếp sự tình, nhìn thi thể Sở Ngọc Tranh, nước mắt Sở Yên Nhiên lại nhìn không được chảy ra. Xem ra trong này còn có một cái âm mưu không nhỏ. Y Vân ngưng tiếng nói, thân ở bên trong đại gia tộc, hắn tự nhiên cũng biết rõ quy tắc những trò chơi này, không chỉ dùng hai chữ tàn khốc liền có thể hình dung. Đại ca hắn cũng có hoài nghi, chỉ là trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Sở Yên Nhiên trừ khớp nói, chỉ là không nghĩ tới Sở Dịch Phong không bằng heo chó, uổng phí đại ca bình thường đối với hắn tốt như vậy, liên thông ngoại nhân đến hại huynh đệ mình. Ngoại nhân sao, Nhược Lưu Thường gả cho Sở Dịch Phong, nhân gia là vợ chồng, đại ca ngươi mới là ngoại nhân. Tiêu Phàm nhún vai nói. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, không biết làm sao phản bác Tiêu Phàm. Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường đã sớm suy nghĩ mưu hại Sở Khinh Cuồng. Chỉ là Sở Khinh Cuồng bị mơ mơ màng màng mà thôi. Xem ra về sau vẫn phải cẩn thận Sở Dịch Phong mới được, tên gia hỏa này công phu diễn kịch đều có thể cầm tới tiểu kim nhân đoạt giải Oscar. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Tiểu kim nhân, Y Vân hai người nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. À, không có gì. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, đúng rồi, Sở Dịch Phong và Nhược Lưu Thường kia là thực lực gì? Mấy tháng trước, cả hai đều là chiến hoàng sơ kỳ, nên còn không có đột phá chiến hoàng trung kỳ. Bất quá bọn họ đều là học viên Thiên Phủ Nội viện Chiến Hồn Học viện. Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, hắn một mực bị đại ca áp chế, cho nên mới có thể mưu hại đại ca, nếu như cho chúng ta đầy đủ thời gian, tiểu muội ta đều có thể vượt qua hắn. À, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Chiến hồn tiểu muội là bát phẩm huyền ngọc mãng, không kém bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm của đại ca. Sở Yên Nhiên hít sâu một hơi, bọn hắn nắm giữ bát phẩm chiến hồn, hai người rất có thể trở thành cường giả chiến đế. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, tựa như bắt lấy cái gì, nhưng lại có chút mơ hồ. Ta nói chiến hồn đại ca là bát phẩm đế lân kiếm. Sở Yên Nhiên không biết vì sao. Câu trước đó. Trước câu đó, chiến hồn tiểu muội là bát phẩm huyền ngọc mãng. Sở Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói. Có rồi, ta biết chữa trị chiến hồn Sở Khinh Cuồng như thế nào rồi. Tiêu Phàm đột nhiên cười lên, sau đó đến bên thi thể Sở Ngọc Tranh, nắm lấy cánh tay nàng, một tia hồn lực rót vào thân thể nàng. Lúc này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, quả nhiên là bát phẩm chiến hồn huyền ngọc mãng, hơn nữa còn giữ lại thập phần hoàn chỉnh, may mà ngươi nói kịp thời, chiến hồn nàng vừa mới bắt đầu tiêu tán. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi nghĩ đến phương pháp tu bổ chiến hồn. Y Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Chiến hồn thụ thương, một chút vết thương nhẹ mà nói còn có thể chậm rãi tĩnh dưỡng tốt, nhưng nếu trọng thương, cho dù bát phẩm luyện dược sư cũng không nhất định có thể chữa trị khỏi. Sở Yên Nhiên, nếu như mạo phạm thi thể của muội muội ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Mạo phạm, trên mặt Sở Yên Nhiên lộ ra vẻ tức giận. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tiêu Phàm cùng chuyển động trên thi thể Sở Ngọc Tranh, lúc này mới cắn răng nói, chỉ cần ngươi không trà đạp tiểu muội, cái gì cũng được. Yên tâm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Tiêu Phàm không khỏi dùng mình, nhìn qua Sở Yên Nhiên băng thanh ngọc khiết, làm sao tâm tư nàng bẩn thỉu như thế. Lão tử dù sao cũng là Sử Nam, cho dù như thế nào, cũng sẽ không đối với một cỗ thi thể làm cử động dị thường a. Y Vân lộ ra vẻ xấu hổ. Vội ho một tiếng nói, Tiêu Tiểu Hữu, người muốn tu bổ chiến hồn như thế nào? Lấy hồn bổ hồn, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Gạch nối, lấy hồn bổ hồn, vẻ mặt Y Vân cùng Sở Yên Nhiên đều vô cùng nghi hoặc. Người sau khi chết chiến hồn không phải đều sẽ tiêu tán sao? Chẳng lẽ chiến hồn này còn hữu dụng? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn Y Vân nói, ta hiện tại hồn lực thiếu thốn. Khôi phục hồn lực đã không kịp. Yên tâm. Y Vân ngầm hiểu, cánh tay rơi trên bờ vai Tiêu Phàm, sau một khắc, hồn lực cuồn cuộn tràn ngập hướng về thân thể Tiêu Phàm mãnh liệt đi. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu, thi thể Sở Ngọc Tranh rơi vào bên người Sở Khinh Cuồng. Sở Yên Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú, hai tay dắt lấy váy, thần sắc vô cùng khẩn trương. Chỉ là so với Sở Yên Nhiên,
Tiêu Phàm càng khẩn trương hơn, trong lòng không ngừng suy tư, huyền hoàng cửu châm chi thuật ghi chép, năng lượng có thể trao đổi. Chiến hồn cũng hẳn là thuộc về một loại năng lượng đặc thù, nếu quả thật có thể làm được, về sau tu bổ chiến hồn cũng không cần mượn nhờ năng lực bạch thạch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khẩn trương còn có một tia kích động, đây là một phát hiện trọng đại. Giống như cải tiến hồn hóa cơ sở thiên, đây tuyệt đối là khai sáng một đường mới. Phốc, Tiêu Phàm lấy ra một cây long văn kim châm cắm ở phần bụng Sở Ngọc Tranh. Hồn lực tràn vào, chỉ một thoáng, một cỗ khí thế bàng bạc tràn ra. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh mãng xà to lớn màu đen, hư ảnh không ngừng lóe lên, hiển nhiên là tùy thời đều chuẩn bị tiêu tán. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lấy tay đánh ra một đạo thủ quyết, đặt tại phần bụng Sở Khinh Cuồng, một mai long văn kim châm bắn ra, lộ ra ngoài khoảng 2 tấc. Tam gia, làm phiền ngươi thay ta dẫn đạo chiến hồn huyền ngọc mãng tiến vào bên trong Sở Khinh Cuồng. Quá trình này có chút chậm, Sở Yên Nhiên, ngươi không được để chiến hồn huyền ngọc mãng tiêu tán, phong ấn hồn lực bốn phía lại. Tiêu Phàm nói ra. Vậy còn ngươi, Sở Yên Nhiên có chút lo lắng nói. Chữa thương cho đại ca hẳn là Tiêu Phàm mới đúng, làm sao để hai thường dân bọn hắn nhúng tay. Yên tâm, ta khôi phục hồn lực, một bước mấu chốt nhất ta tự mình làm. Tiêu Phàm trực tiếp đi đến một bên, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến hồn khôi phục hồn lực. Hô, Tiêu Phàm lấy ra trung phẩm hồn thạch bắt đầu khôi phục, u linh chiến hồn tại bên trong hồn hải dâng lên, vị trí vòng xoáy hồn lực cũng bắt đầu cấp tốc huyền huyễn. Hồn thạch bốn phía lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, có u linh chiến hồn, sức khôi phục Tiêu Phàm cực kỳ đáng sợ. Theo hồn lực bổ sung, trên mặt Tiêu Phàm cũng khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, bất quá Tiêu Phàm lại không quan tâm những cái này, còn người hắn gắt gao nhìn chằm chằm u linh chiến hồn. Những hồn lực đó sau khi bị u linh chiến hồn hấp thu, khí tức hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới, u linh chiến hồn đều có thể thôn phệ luyện hóa chiến hồn, nói cách khác, nó có thể đồng hóa năng lượng chiến hồn. Kể từ đó, căn bản không cần mượn nhờ lực lượng bạch thạch liền có thể thu bổ hồn lực. Tiêu Phàm kích động trong lòng nói, u linh chiến hồn mặc dù không có năng lực chữa trị chiến hồn, nhưng có thể luyện hóa chiến hồn. Nếu như đem hồn lực chuyển hóa thành năng lượng chiến hồn Sở Khinh Cuồng, có phải liền có thể chữa trị chiến hồn hay không? Nếu như có thể, u linh chiến hồn vậy liền thực quá nghịch thiên. Tiêu Phàm cưỡng ép khiến bản thân bình tĩnh, nhanh chóng bổ sung hồn lực. Hắn âm thầm hạ quyết định, qua một lúc nhất định phải thử một lần. Sau 3 canh giờ, trong phòng huyền ngọc mãng chiến hồn đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Y Vân cùng Sở Yên Nhiên hiển nhiên cũng tới cực hạn. Hai người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Hai vị nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm sớm đã tỉnh lại hồi lâu, nói một tiếng liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Sở Khinh Cuồng. Một tia hồn lực dọc theo long văn kim châm rót vào bên trong hồn hải của Sở Khinh Cuồng. Tại trong vòng xoáy hồn hải cuồn cuộn, một chuôi kiếm lớn màu vàng óng chìm nổi. Kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, như là dục hỏa trọng sinh, tản ra quang mang hừng hực. Chính là bát phẩm chiến hồn Đế Lân Kiếm. Bốn phía một cỗ năng lượng huyền diệu ba động hướng Đế Lân Kiếm gào thét đến, đó là hồn lực chiến hồn huyền ngọc mãng, lấy hồn bổ hồn, Tiêu Phàm mượn nhờ chính là biện pháp này. Xa xa nhìn lại, Đế Lân Kiếm toàn thân liền thành một khối, từng tia vết nứt đã biến mất, như một đầu hỏa kỳ lân đang lao nhanh. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu, hồn lực huyền ngọc mãng còn lại trong phòng trong nháy mắt chui vào trong người hắn. Gần như đồng thời bị u linh chiến hồn luyện hóa. Không sai biệt một lúc sau, một sợi sương mù màu đen từ đầu ngón tay Tiêu Phàm tràn ra, dưới sự dẫn đường của long văn kim châm tia hồn lực tiến vào trong hồn hải của Sở Khinh Cuồng. Hô một tiếng, từng sợi hắc sắc hồn lực như tiễn rời dây cung bắn về phía chiến hồn Đế Lân Kiếm, trong nháy mắt cùng Đế Lân Kiếm hòa làm một thể. Thực có thể. Trong lòng Tiêu Phàm sáng lên, dùng u linh chiến hồn luyện hóa hồn lực. Tốc độ hấp thu so với không luyện hóa hồn lực chiến hồn huyền ngọc mãng nhanh hơn rất nhiều. Thử lại một lần hồn lực bình thường. Tiêu Phàm cưỡng ép kích động trong lòng, tùy tiện lấy ra mấy cái hồn thạch, rút hồn lực trong đó. Nhưng khiến Tiêu Phàm thất vọng là Đế Lân Kiếm đối với đám hồn lực kia căn bản không ưa. Không được, chỉ có chiến hồn luyện hóa hồn lực mới có thể. Tiêu Phàm cau mày một cái, nói như vậy, cái kia căn bản không phải lấy hồn bổ hồn. Mà là lấy mạng đổi mạng.
muốn chữa trị một chiến hồn, nhất định phải luyện hóa những hồn lực chiến hồn của người khác mới có thể làm được. Ai, là ta nghĩ quá nhiều, chiến hồn vốn chính là tồn tại riêng biệt, có thể dùng hồn bổ hồn đã là việc khó có được, chí ít về sau không cần bại lộ tồn tại của Bạch Thạch. Trong lòng Tiêu Phàm tự an ủi mình. Tiêu công tử, như thế nào? Làm Tiêu Phàm đứng dậy, Sở Yên Nhiên vội vàng hỏi. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chiến hồn, hồn hải và kinh mạch sẽ không xảy ra vấn đề, nửa tháng đến một tháng sẽ tỉnh lại. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Đa tạ Tiêu công tử, độc kia thì sao? Có thể chưa khỏi hay không? Sở Yên Nhiên lại hỏi. Tạm thời không có cách nào, bất quá 6 cây long văn châm có thể tạm thời ức chế độc tính khuếch tán, mỗi ngày ngươi nhớ kỹ bổ sung hồn thạch cho hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, độc này quá quỷ dị. Không ở trong chiến hồn, cũng không ở trong kinh mạch, mà là tại bên trong cốt tủy. So sánh với hủ cốt phệ hồn tán còn đáng sợ hơn. Nếu như không nắm chắc, Tiêu Phàm cũng không dám loạn động. Trên mặt Sở Yên Nhiên lóe qua một tia ảm đạm, Y Vân nói, chất nữ, người gặp qua ai có thể dễ dàng chữa trị chiến hồn và hồn hải như vậy sao? Tiêu Tiểu Hữu khẳng định có thể tìm được biện pháp. Ừ, Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, cả người ảm đạm không ít. Hay là trước để muội ngươi nhập thổ vi an đi, ta tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ an nghỉ. Tiêu Phàm không biết làm sao an ủi người, nhưng hắn biết an táng cho người chết quan trọng hơn. Tam gia, ta đi trước, có việc cứ gọi ta. Tiêu Phàm chào hỏi liền rời đi. Sự tình tiếp theo hắn không tiện tham dự, huống chi hắn cũng không muốn tham dự. Lúc Tiêu Phàm trở lại bên trong biệt viện đã là đêm khuya. Phong Lăng cùng Tiểu Kim vẫn đang chờ hắn. Công tử, người không sao chứ? Phong Lăng nhìn bộ dáng Phàm mất hồn mất vía, lạnh như băng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm tự mình rót chén nước. Hắn mới vừa rồi còn đắm chìm trong năng lực u linh chiến hồn, uống một hớp nước nói, đúng rồi, ngày mai ta sẽ chữa tốt chân ngươi, đến thời điểm đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không ai có thể nhận ra ngươi tới. Đa tạ công tử. Phong Lang cung kính một xá nói. Chờ tốt lại rồi hắn cảm ơn ta đi, ta ngủ trước một giấc. Tiêu Phàm đi đến bên trong gian phòng, ngã đầu nằm ngủ, thật sự là quá mệt mỏi. Gạch nối, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái lại qua hơn 10 ngày. Có ngọc cơ hoa, Tiêu Phàm mất 3 ngày để chữa khỏi cho chân của Phong Lang. Cũng từ ngày đó trở đi, bên người Tiêu Phàm đột nhiên có thêm một tùy tùng. Ngay từ đầu Y Vân và Hướng Vinh cũng là ngoài ý muốn, bởi vì hai người đều cảm nhận được từ trên người Phong Lang có một loại khí tức nguy hiểm. Đồng thời, cũng càng hiếu kỳ hơn với Tiêu Phàm, một tu sĩ chiến vương đỉnh phong, vậy mà cam tâm tình nguyện đi theo bên người một tu sĩ chiến vương trung kỳ, điều này tuyệt đối không đơn giản. Mười mấy ngày nay, Tiêu Phàm đã thắng liên tiếp đến 57 trận tại đấu trường sinh tử, Phong Lang cũng đi xem so tài. Lần thứ nhất hắn còn có chút bận tâm, sợ bị người khác nhận ra. Song lúc hắn như là người bình thường đi vào sinh tử đấu trường, căn bản không ai nhận ra thân phận hắn. Có Phong Lang chỉ đạo, tốc độ Tiêu Phàm cũng tiến bộ không ít. Hôm nay, Y Vân cùng Hướng Vinh hai người lại tìm đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tất nhiên biết rõ là vì việc gì, một tháng trôi qua, hôm nay lại là thời gian mở chợ đêm. Chỉ là lần này. Bên người Tiêu Phàm lại thêm một người, chính là Phong Lang. Tiêu lão đệ, lần này ngươi nhất định phải chỉ cho ta cược một khối đá tốt. Từ lần trước Tiêu Phàm chữa trị thương thế Sở Khinh Cuồng, Y Vân hoàn toàn bị Tiêu Phàm tin phục, liền xưng hô đối với Tiêu Phàm cũng biến đổi. Bên người có thêm một luyện dược sư cao thâm mặt chắc, tóm lại là một chuyện tốt. Địa vị luyện dược sư tại chiến hồn đại lục vốn là bất phàm, ai cũng không nguyện ý đi đắc tội một luyện dược sư cao giai. Hướng Vinh vô cùng kinh ngạc, muốn Y Vân tiết lộ một chút ý, nhưng mà Y Vân chỉ cười không nói. Tam gia đề cao rồi, lần trước chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Phàm khiêm tốn nói. Chỉ là Y Vân và Hướng Vinh vẫn một mặt không tin như cũ. Có ai vận khí tốt, nhặt đại mà nhặt được thất thải long văn mộc. Chợ đêm vẫn náo nhiệt phồn hoa như vậy, Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt hòa vào trong ngựa xe như nước, lần này trực tiếp đi đến cược thạch phường. Văn phường chủ bắt gặp mấy người Y Vân, vội vàng chào hỏi, con người không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Lần trước, tiểu gia hỏa này cắt ra được thất thải long văn mộc.
Bất kể là vận khí tốt, hay là thật có thực lực, Cực Thạch Phường bọn hắn sợ nhất chính là những người này. Văn phường chủ, còn có Lam Hải Thạch không? Y Vân cười hỏi. Không dối gạt Tam gia, lần trước từ khi vị tiêu huynh đệ này cắt ra thất thải Long Văn Mộc, Lam Hải Thạch liền bán rất chạy. Hôm nay vừa mới bày ra chừng 100 khối liền bị người cướp đoạt không còn, đến cả cửa hàng kia của ta cũng không có hàng. Văn phường chủ cười khổ nói. Y Vân bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Phàm bày ra bộ dáng không liên quan đến ta. Phải rồi, hôm qua chúng ta từ Hoang Thạch thu được một chút khanh thạch lâu năm, không biết Tam gia có hứng thú không? Văn phường chủ cười nói. Nhanh dẫn ta đi. Y Vân ma quyền sát trưởng, không chút do dự cùng đi theo. Cực Thạch Phường chiếm diện tích rất rộng, ngoại trừ mặt bên ngoài bày ra trải đá, bên trong còn có 2 tiểu viện, văn phường chủ mang theo Y Vân đi tới trong sân. Đây đều là khanh thạch lâu năm, bên này là hoang thạch lĩnh, bên này là quỷ phách sơn, bên này là kim sa cốc. Văn phường chủ thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu cho đám người từng cái một. Văn phường chủ, người đi làm việc trước đi, chúng ta tự xem. Y Vân cười nói, mua thạch đầu, quan sát hướng của đường vân thạch đầu rất quan trọng, không phải trong thời gian ngắn là có thể xem hết. Được, coi trọng khối liệu nào trực tiếp nói một tiếng là được. Văn phường chủ cười nói, nơi này kinh doanh vô cùng tốt, căn bản là vô cùng bận bịu, hắn chỉ có thể ở chỗ này chào hỏi bọn Y Vân, nói vài câu khách khí, văn phường chủ kêu Y Vân một tiếng Tam gia, tất cả đều là nể mặt bọn hắn lắm rồi. Tiêu lão đệ, ta chọn trước mấy khối liệu, một lúc nữa ngươi giúp ta xem xét. Y Vân nhếch miệng cười một tiếng, liền bắt đầu bận rộn. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, cũng bắt đầu đi dạo lên, tiểu viện rất lớn. Thạch đầu chỗ nào cũng có điều, muốn đi vào nơi này, người bình thường không có tư cách đó. Tiểu lang, hai người cũng mua một khối thạch đầu để chơi. Tiêu Phàm nhìn Phong Lang cười nói, ở bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không kêu Phong Lang, đành xưng hô là tiểu lang như thế này. Ta không am hiểu. Phong Lang lắc đầu. Nếu mà ngươi am hiểu, ngành cược thạch cũng sẽ không còn trụ nổi nữa. Tiêu Phàm bĩu môi. Có ai dám nói am hiểu cược thạch, cho dù chiến hoàng cảnh Y Vân không phải cũng bị hố nhiều lần sao? Tránh ra, đừng cản đường. Đột nhiên, một thanh âm lăng lệ từ phía sau Tiêu Phàm truyền đến, một bóng người phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc mình một cái, một chàng thanh niên vọt thẳng qua. Con người Phong Lang lạnh lẽo, sát khí nở rộ ra, Tiêu Phàm khoát khoát tay, Phong Lang lúc này mới bình tĩnh xuống. Tiểu tử! Người chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này động thủ hay sao? Nam tử thanh niên kia quay đầu, bộ dáng cao cao tại thượng, khinh thường nhìn Phong Lang. Đi thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt cười, vỗ bả vai Phong Lang, quay người chuẩn bị rời đi. Thanh niên nhìn thấy nụ cười Tiêu Phàm, một mặt khó chịu, hiển nhiên là cảm giác không được để ý tới, bản thân bị biến thành thằng hề. Thế nào, đến một câu xin lỗi cũng không có liền muốn đi. Tiêu Phàm không muốn gây chuyện, nhưng luôn có người cứ giữ lấy không buông, thân hình nam tử thanh niên lóe lên, lập tức ngăn đường đi của bọn Tiêu Phàm lại. Xin lỗi à, có vẻ như ngươi đụng vào ta, người xin lỗi nên là ngươi. Tiêu Phàm híp híp mắt, gia hỏa này thật khiến người khác ghét. Muốn ta xin lỗi, ngươi cũng không nghe ngóng một chút đi, xem Tần Phi ta là ai. Nam tử thanh niên lạnh lùng cười một tiếng. Chưa từng nghe qua. Tiêu Phàm rất thành thật lắc đầu. Tần sư huynh, tất cả mọi người đang chờ ngươi cắt thạch, tới nhanh lên. Đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm kêu to. Cắt thạch lúc nào cũng được, nơi này có người làm cho ta không được thoải mái. Tần Phi quái khí tà mị nói một câu. Ai dám làm Tần sư huynh không được thoải mái, muốn chết sao? Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, bỗng nhiên, 6, 7 bóng người đi đến. Trực tiếp vây Tiêu Phàm ở giữa. Tiêu Phàm quét mắt liếc mấy người, lúc này mới phát hiện, mấy người ăn mặc trường bào màu đen giống nhau, quần áo trước ngực trái thêu một chữ chiến màu vàng. Mà ở trước ngực phải, thêu 2 chữ trắng vương đạo. Đi mau, là người chiến hồn học viện vương đạo minh. Ai không có mắt lại đi đắc tội người vương đạo minh. Đám người nhìn thấy mấy người Tần Phi, vội vàng né qua một bên. Chiến hồn học viện Vương Đạo Minh, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bản thân còn chưa gia nhập chiến hồn học viện, không nghĩ tới ở đây gặp được học viên chiến hồn học viện. Tiểu tử,
là ngươi làm Tần sư huynh không được thoải mái. Một thanh niên khôi ngô tiến lên một bước, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi cũng khiến ta rất không thoải mái. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thanh niên khôi ngô kia, ngược lại nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tần Phi. Đám người này thật đúng là bá đạo, chẳng lẽ chiến vương cảnh cũng khiến bọn hắn tự đại như vậy? Ngươi nói gì, lặp lại lần nữa xem. Thanh niên khôi ngô lạnh rên một tiếng, một chưởng đẩy về Tiêu Phàm, theo hắn thấy, tùy ý đánh một chưởng là có thể đánh bay Tiêu Phàm. Răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn, chẳng biết lúc nào, trước người Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, cánh tay hắn trực tiếp xếp thành 180 độ, nam tử khôi ngô bị đau kêu thảm không thôi. Những người khác sầm mặt lại, thanh niên khôi ngô là chiến vương cảnh trung kỳ, lại bị đối phương trực tiếp bẻ gãy tay, thực lực này thật không đơn giản. Tiểu tử, ngươi dám động thủ ở đây? Tần Phi gầm thét một tiếng, tựa như cố ý dẫn tu sĩ bốn phía tới. Gạch nối, chuyện gì xảy ra? Thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn đám người Tần Phi nói, mặt mũi của chiến hồn học viện đều bị mất bởi các ngươi rồi. Hướng trưởng lão, Tần Phi sầm mặt lại, những người khác cũng vội vàng cúi thấp đầu. Đứng ở trước người Tiêu Phàm chính là Hướng Vinh, hắn dù sao cũng là trưởng lão chiến hồn học viện, bọn hắn những học sinh học viện này tất nhiên có chút sợ hãi. Tần Phi, hóa ra là ngươi, ai lại đắc tội ngươi? Hướng Vinh cũng liếc mắt liền nhận ra Tần Phi, sắc mặt hơi trầm xuống, tựa như không muốn đắc tội Tần Phi. Trưởng lão, tiểu tử này đi không có mắt. Tần Phi lấy dũng khí nói. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn từ trong giọng nói của Hướng Vinh có thể nhìn ra, Tần Phi này đoán chừng không đơn giản. Đương nhiên, cũng không phải là bản thân hắn như thế nào, mà là thế lực sau lưng hắn. Người nào đi đường không có mắt, nơi này có ký ức thủy tinh giám sát, mang tới xem là được. Y Vân chẳng biết lúc nào đi tới bên người Tiêu Phàm. Nghe lời này, sắc mặt Tần Phi hơi đổi một chút, có điều vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, tiểu tử, nếu có Hướng trưởng lão biện hộ giúp ngươi, sự tình vừa rồi liền cho qua như vậy. Có Hướng trưởng lão nói giúp, Tiêu Phàm cổ quái nhìn Tần Phi, gia hỏa này da mặt còn dày hơn cả tường thành. Lời nói thế này cũng đường hoàng nói ra được. Có điều Tiêu Phàm cũng không muốn Hướng lão mất mặt, có thể qua như vậy, liền qua như vậy. Mặc dù Tiêu Phàm giết người đến xuất thủ vô tình, nhưng mà không phải gặp ai liền giết người đó. Có hứng thú cùng ta cược một trận hay không? Tần Phi đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm nói. Đánh cược gì? Tiêu Phàm cũng hứng thú. Tất nhiên là cược thạch, mỗi người chọn một khối liệu. Ai cắt ra được đồ vật chân quý nhất, coi như người đó thắng, thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, Tần Phi lập tức cười lên, tựa như đạt được âm mưu. Thắng thì thế nào, mà thua thì thế nào? Con người Tiêu Phàm rất bình tĩnh. Cược nho nhỏ 100 vạn hồn thạch, thế nào? Mặt khác, nếu như người thua, liền chui qua chỗ này của ta. Tần Phi chỉ dưới háng của mình. Hỗn xược, Hướng Vinh giận tím mặt. Đang chuẩn bị nổi bão lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tần Phi liếc mắt nhìn Hướng Vinh, trong lòng lóe qua khinh thường nồng đậm, một linh điện trưởng lão như ngươi có là gì, còn tự coi là việc của bản thân, nhiều người ở đây như vậy, dám làm bổn thiếu gia mất mặt mũi, ta còn chưa thèm đánh vào mặt ngươi. Cược thì cũng được, có điều, tiền đặt cược như vậy thật chẳng thú vị. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Không thú vị. Tiểu tử ngươi không bỏ ra nổi 100 vạn hồn thạch đi, phải rồi, ta nói là 100 vạn trung phẩm hồn thạch, không phải 100 vạn hạ phẩm hồn thạch như ngươi nghĩ đâu. Tần Phi ngẩng cao đầu, nhìn Tiêu Phàm nói. 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch, mặt khác, thêm một cánh tay nữa. Ngữ khí Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh. Tiêu huynh đệ, sắc mặt Hướng Vinh giật mình, bối cảnh Tần Phi này không bình thường, ngoại thành cũng coi là gia tộc nhị lưu. Phàm là gia tộc nhị lưu, sẽ có cường giả chiến hoàng tọa chấn. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, có dám đánh cược hay không, không dám thì xéo ngay cho ta. Tiểu tử, người đã muốn bị chặt một cánh tay, ta liền thành toàn ngươi, bản thiếu gia cược thạch ở đây còn chưa từng thua lần nào. Tần Phi cười lạnh nói. Vốn dĩ muốn đe dọa tiểu tử này, không nghĩ tới ngược lại bị Tiêu Phàm lật ngược thế cờ. Nếu thắng, có thể chặt một cánh tay Tiêu Phàm. Nếu thua, tiểu tử này cũng chưa chắc dám động đến bản thân,
đánh cược kiểu này tội gì mà không chơi. Hạn là thời gian nửa nén hương. Tần Phi nói xong câu đó, liền bắt đầu tìm kiếm trong đống thạch đầu. Tiểu tử, ngươi lần này thua chắc, Tần sư huynh có danh xưng tướng quân thường thắng cược thạch, từng cược mười mấy trận to nhỏ ở đây, còn chưa từng thua lần nào. Có vài người tự cho mình là đúng, ngồi đợi bị chặt một cánh tay đi. Ha ha, cũng phải làm cho hắn hiểu rõ, có những người không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Mấy người chiến hồn học viện Vương Đạo Minh kia chào phúng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm như là nhìn một người chết. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, cũng bắt đầu tìm kiếm trong đống thạch đầu. Hướng Vinh tiến đến trước mặt Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh đệ, ngươi không nên cược cùng hắn, thực lực Tần gia, không phải Đường gia có thể so sánh, ở ngoại thành này cũng coi là gia tộc nhị lưu. Gia tộc nhị lưu sao? Còn không phải gia tộc hạ đẳng nhất. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hướng lão, ngươi lo lắng quá nhiều, Tiêu lão đệ cũng chưa chắc thua. Y Vân cười cười nói, đối với Tiêu Phàm hắn khá là tự tin. Ở chung cùng Tiêu Phàm càng lâu, hắn lại càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Cảm ơn lời khen của Tam gia. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lúc quay người, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Tinh thần dẫn ra bạch thạch bên trong hồn hải, mặc dù lần trước bạch thạch dị động khiến hắn may mắn có được thất thải long văn mộc, nhưng hắn cũng không biết bạch thạch còn có thể dị động không. Đi đến cạnh một đống đá, Tiêu Phàm dùng tay nhẹ vuốt ve, bộ dáng kia khiến Y Vân cũng có chút khẩn trương. Hắn phát hiện, Tiêu Phàm căn bản chính là một người nghiệp dư, căn bản sẽ không biết cược thạch. Trái lại Tần Phi nơi xa lại là vô cùng tự tin, xem ra chính là người trong nghề. Thời gian trôi qua, Tần Phi phía xa đã tìm được một hòn đá màu đen nặng chừng 50 cân, bề ngoài đường vân rõ ràng lộ ra một loại khí tức trầm trọng. Tần sư huynh thực sự là lợi hại, khối liệu này đều bị ngươi tìm ra, trong này khẳng định có vật quý hiếm, để xem giá trị thế nào. Một tu sĩ nịnh nọt nói. Các ngươi nhìn bên kia, tiểu tử kia còn không chưa chọn được. Hắn thật sự cho rằng cược thạch đơn giản như vậy. Không phải ai cũng có thiên phú như Tần sư huynh. Một người khác cười lạnh nói, lập tức nịnh bợ. Tinh thần Tiêu Phàm đắm chìm trong một đống viên đá, hắn phát hiện, rất nhiều thạch đầu đã bị cắt mở miệng, sau đó lại dùng một loại thủ pháp vô cùng cao siêu khâu lại, người bình thường căn bản không nhìn ra. Nếu như không phải hồn lực hắn đầy đủ tinh thuần, có thể nhìn rõ khe hở chỗ khâu kia thì hắn thật đúng là không nhìn ra. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm dừng lại. Tay hắn trong lúc lơ đãng đụng đến thạch đầu huyết sắc lớn nhỏ, đường vân trên thạch đầu huyết sắc rối loạn không chịu nổi, gồ ghề nhấp nhô, sờ trên tay vô cùng sắc bén. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ước lượng một chút, nặng tầm 5 cân. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là bạch thạch trong cơ thể rung động hết sức mãnh liệt, chớp sáng nhấp nháy không ngừng. Tiêu lão đệ, ngươi không phải là muốn khối này chứ? Y Vân thấy thế. Vội vàng đi đến, đây là huyết phong nhận nổi tiếng, do hàng năm bị gió lớn thổi, mặt ngoài sắc bén như đao phong, vì vậy mà có tên gọi như thế. Huyết phong nhận, tên này thực rất chuẩn xác, nổi danh không tốt sao? Tiêu Phàm ước lượng thạch đầu trong tay, nghi ngờ nói. Ha ha, tiểu tử này xem ra đúng thật là một tên đần, huyết phong nhận rất nổi danh, bởi vì nó là đệ nhất phế thạch. Hắn còn coi phế thạch là bảo bối. Nếu là huyết phong nhận này có thể cắt ra bảo vật vì, vậy ta liền ăn cả khối thạch đầu này. Nơi xa, người Vương Đạo Minh nhìn thấy Tiêu Phàm coi một khối phế thạch là bảo bối, lập tức cười ha hả. Tiêu lão đệ, hiện tại thời gian vẫn còn, người vẫn có thể tìm một khối tốt hơn. Y Vân vội vàng khuyên nhủ, hắn rất muốn nói những viên đá ở đây, người tùy tiện tìm một khối so với huyết phong nhận này đều tốt hơn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại vô cùng tự tin. Đi về phía Tần Phi, cười nói, nếu như đồ vật này có thể cắt ra thứ quý hiếm, các ngươi thực sự nguyện ý ăn thạch đầu này. Nghe lời Tiêu Phàm nói, những người Vương Đạo Minh kia ngậm miệng không nói gì, nhỡ may thua chẳng lẽ thực sự phải ăn thạch đầu. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn không tin bản thiếu gia? Trong mắt Tần Phi lóe lên một tia lạnh lẽo. Đương nhiên là tin tưởng Tần sư huynh. Những người khác vội vàng gật đầu, ai cũng không muốn đắc tội Tần Phi. Thế còn tạm được. Tần Phi hài lòng gật đầu, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói, nếu như ngươi thua, vậy ngươi phải nuốt thạch đầu vào. Được thôi. Tiêu Phàm bình tĩnh cười, chỉ là trong lòng hắn cũng hơi có chút khẩn trương,
mặc dù tin tưởng năng lực Bạch Thạch, nhưng mà ngộ nhỡ thất bại thì sao? Hai vị tiểu hữu cực thạch, không cần chơi lớn như vậy đi, 1.000 vạn hồn thạch không tính là gì, cũng không cần phải chặt tay chặt chân. Văn phường chủ đi đến, có người cực thạch, thông thường đều sẽ có một công chứng viên ở đây. Là chủ của cực thạch phường, văn phường chủ tự nhiên trở thành công chứng viên. Văn phường chủ, người khác muốn cược cánh tay, ta chẳng lẽ còn khước từ sao? Tần Phi thản nhiên nói, bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất, từ đầu đến cuối đều không để Tiêu Phàm vào mắt. Văn phường chủ hơi hơi dò xét Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vẻ không thích, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này lần trước may mắn cắt ra được một khối thất thải long văn mộc, sẽ không tưởng rằng dựa vào năng lực chính mình chứ. Văn phường chủ liền làm công chứng viên đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ý văn phường chủ thế nào, hắn căn bản không thèm để tâm. Có ít người, xác định là không trở thành bằng hữu được, chỉ cần không phải kẻ địch, Tiêu Phàm sẽ không quan tâm thái quá. Ngươi trước hay là ta trước? Tần Phi âm hiểm cười nhìn Tiêu Phàm, đả kích nói, cũng đúng, người nào đó chọn một khối huyết phong nhận, cắt ra cũng vô dụng. Đáng tiếc, hiện tại thời gian một nén nhang đã qua. Tần Phi cười ha ha một tiếng, sau đó ngón tay hóa kiếm nhập lại, bắt đầu cắt đứt thạch đầu, động tác vô cùng thành thạo, xem ra chính là người nghiên cứu rất rõ về cược thạch. Không bao lâu, một đạo huyết sắc dáng hồng mang bắn ra, linh khí rồi rào tản ra bốn phía, chỗ giữa thạch đầu có một gốc hoa sen huyết sắc đang lóe lên, ánh sáng chập chờn. Lục phẩm linh dược huyết liên tinh, quả nhiên không hổ là Tần sư huynh, thật là lợi hại. Người vương đạo minh không từ bỏ bất cứ cơ hội nào nịnh bợ Tần Phi. Tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng, thiên phú của Tần Phi trong cực thạch đến cả thế hệ tu sĩ trước cũng than thở không thôi. Dám cùng Tần Phi cược, đây không phải muốn chết sao? Ai, chặt một tay, dù sao cũng tốt hơn mất cái mạng nhỏ, cũng coi là mua một bài giáo huấn. Đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn thấy, Tần Phi nhất định thắng. Một gốc lục phẩm huyết liên tinh giá trị đến mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch. Hai người Y Vân cùng Hướng Vinh thần sắc cứng lại, khẩn trương nhìn Tiêu Phàm. Ngược lại thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, đi đến bên cạnh văn phường chủ nói, viên thạch đầu này bao nhiêu tiền? Một khối huyết phong nhận, coi như tặng ngươi. Văn phường chủ khoát tay một cái nói. Tặng, lần trước ta mất 100 khối hồn thạch cắt ra thất thải long văn mộc, không phải còn có người muốn cướp trở về sao? Làm ăn, tiền hàng cần thanh toán rõ. Văn phường chủ sắc mặt không tốt, Tiêu Phàm tất nhiên cũng sẽ không nhiệt tình nói chuyện với hắn. 1.000 trung phẩm hồn thạch. Văn phường chủ nhíu mày liếc nhìn Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Tiêu Phàm trực tiếp giao 1.000 trung phẩm hồn thạch, sau đó thu lại tinh thần, hồn lực hóa kiếm, trực tiếp từ giữa huyết phong nhận cắt xuống. Ở đâu có kiểu cắt thạch như vậy, ngộ nhỡ làm hỏng luôn đồ vật bên trong thì sao? Một khối phế thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cắt ra thứ gì hay sao? Đám người nhăn nhăn, đã không ôm bất cứ hy vọng nào đối với Tiêu Phàm, tiểu tử này tất sẽ thua. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua nửa khối thạch đầu đã bị cắt, hắn sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì tay hắn đã nắm chặt nửa khối mà khiến đá màu trắng sinh ra dị động. Tiếp theo, tốc độ Tiêu Phàm thả chậm, chậm rãi, thạch đầu trong tay hắn biến thành vật cần cắt. Ngưng chỉ thành kiếm, chậm rãi cắt thạch đầu ra. Ngay sau đó, một cỗ khí lăng lệ từ trên tảng đá trong tay Tiêu Phàm tràn ngập mà đến. Chẳng lẽ có đồ vật thật? Đám người nín thở ngưng thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả văn phường chủ tinh thần cũng hơi động một chút, liếc nhìn Tiêu Phàm thật sâu, chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn thịt hổ? Đột nhiên, hồng hộc, một đạo kiếm quang lăng lệ từ trong tay Tiêu Phàm kích xạ ra. Một lưỡi kiếm phong bạo trong hư không nhấc lên, đám người bị dọa nhao nhao lui ra phía sau. Khí thế thật lăng lệ, đám người có người kinh hô, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, gắt gao nhìn chằm chằm thứ trong tay hắn. Sắc mặt Tần Phi tái nhợt, đồ vật này mới phát ra khí thế đã thấy bất phàm, giá trị tuyệt đối không thấp hơn huyết liên tinh trong tay hắn. Tiêu Phàm cũng rầu rĩ, hắn đại khái biết vật trong tay là cái gì, không muốn mở ra ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng mà, nếu không triệt để mở ra, Tần Phi nhất định sẽ mặt dày mày dạn, đến lúc đó còn trả đũa hắn, nghĩ vậy Tiêu Phàm có chút hối hận. Tần Phi phải không, hay là trận này chúng ta tính hòa, thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên ngừng cắt thạch, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phi nói.
đám người thầm than đáng tiếc, biết là Tiêu Phàm không muốn công khai đồ vật quý hiếm kia. Tần Phi cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, chả lẽ tiểu tử này đang muốn chơi ta? Trong này căn bản không có gì, dị tượng kia cũng là hắn cố ý làm ra. Muốn cắt liền cắt nhanh lên, bản thiếu gia thua sao được, một khối huyết phong nhận có thể cắt ra được bảo bối gì? Tần Phi cười lạnh nói. Nghe nói như thế, ánh mắt đám người sáng lên, ngược lại văn phường chủ cau mày một cái, hắn tổng sự ngành nghề cược thạch nhiều năm như vậy, chỉ nhìn khí thế kia liền có thể đoán được vật trong tay Tiêu Phàm không bình thường. Hơn nữa, từ lời nói vừa rồi của Tiêu Phàm, văn phường chủ cũng có thể nhìn ra, Tiêu Phàm cũng không phải là một người không biết trời cao đất rộng, biết nhẫn nhịn tiến lui. Đáng tiếc, Tần Phi quá tự đại, tự cho mình là người vô địch thiên hạ. Hắn thật sự không biết, tại ngành nghề cược thạch, trước giờ không có thưởng thắng tướng quân. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết, hy vọng ngươi lát nữa có chơi có chịu. Ánh mắt Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lẽo. Bản thân cho ngươi một con đường lùi, ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên hướng về thạch đầu trong tay quét tới. Đám người nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ sẽ không sợ hủy đi đồ quý hiếm sao? Bang, một tiếng nổ vang, hư không đốm lửa bắn tứ tung, thạch đầu trong tay Tiêu Phàm đột nhiên nổ bắn ra, lộ ra một chuôi đoản kiếm toàn thân huyết hồng, phía trên đoản kiếm răng đầy đường vân thần bí. Đám người nhìn thấy một màn này, mắt hoàn toàn trợn tròn, bờ môi rung động không thôi, ánh mắt đờ đẫn tại chỗ. Hồi lâu, văn phường chủ run rẩy nói, tiên thiên kiếm thai, lại là tiên thiên kiếm thai. Tiên thiên kiếm thai, đám người mặc dù đã đoán được, nhưng mà lúc nghe được mấy chữ này, vẫn chấn kinh. Nhìn phẩm chất, chỉ ít cũng là bát phẩm, nếu để cho chú tạo sư nào nhìn thấy nhất định sẽ táng ra bại sản đòi mua. Ai nói không phải, một hồn tinh bát giai đỉnh phong đều giá trị 5.000 vạn. Bát phẩm kiếm thai này tuyệt đối trên 100 triệu. Tiểu huynh đệ, kiếm thai này bán hay không, Hàn gia ta nguyện ý ra 100 triệu hồn thạch. Trương gia ta ra 120 triệu. Đám người đã bắt đầu điên cuồng đấu giá, đồ vật này, giá trị tuyệt đối không kém thất thải long văn mộc, cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế. Chủ yếu nhất là, tiên thiên kiếm thai này lại là cắt ra từ bên trong huyết phong nhận. Nhìn thấy đám người xôi trào, trong lòng Tiêu Phàm cười khổ, hắn biết đồ vật này một khi xuất hiện, khẳng định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Mang ngọc có tội, đạo lý này Tiêu Phàm vẫn biết rõ, nếu như không phải đang ở chợ đêm, tiên thiên kiếm thai này tuyệt đối sẽ khiến máu chảy thành sông. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói, các vị, xin lỗi, đồ vật này bản thân ta muốn giữ lại nghiên cứu một chút. Đồ vật tốt bản thân đương nhiên muốn giữ lại. Dù là gánh chịu một chút nguy hiểm cũng sẽ không tiếc, chỉ cần không phải cường giả chiến hoàng cảnh trở lên xuất thủ, Tiêu Phàm căn bản không sợ. Đám người thở dài, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không bán tiên thiên kiếm thai. Chỉ có số ít người, lại nhớ kỹ bộ dáng Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia sáng hung ác nham hiểm. Tiên thiên kiếm thai, sao có thể? Tần Phi sắc mặt trắng bệch, thân hình rút lui mấy bước. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiên thiên kiếm thai trong tay Tiêu Phàm, lóe qua vẻ tham lam nồng đậm. Cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, có chơi có chịu. Tiêu Phàm thu hồi tiên thiên kiếm thai, thản nhiên nói. Hừ, không phải chỉ là 1.000 vạn hồn thạch sao? Có cái gì không trả nổi? Tần Phi tiện tay vung ra một hồn thạch tạp cho Tiêu Phàm, quay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, lần sau đừng để cho chúng ta đụng phải ngươi. Thanh niên khôi ngô kia hung ác nói, thủ đoạn hắn bị chấn đoạn, hiển nhiên cũng hận Tiêu Phàm. Đợi đã, thanh âm Tiêu Phàm lạnh lùng vang lên, nhìn cũng không thèm nhìn hồn thạch tạp trên mặt đất kia. Hắn rất khó chịu với động tác kia của Tần Phi, tựa như đang ném cho một ăn mày, lại nói, bên trong hồn thạch tạp, phải chăng có nhiều hồn thạch như vậy, ta không rõ lắm, ta chỉ cần hồn thạch. Thấy Tiêu Phàm không nhắc đến việc chặt tay, Tần Phi cũng buông lỏng một hơi. Nhìn về phía văn phường chủ nói, văn phường chủ, người có thể làm việc này này chứ? Được. Văn phường chủ gật gật đầu, nháy mắt cho một hạ nhân bên cạnh, nhặt lên tấm hồn thạch tạp kia, rất nhanh liền đưa tới 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, chưa thấy qua hồn thạch. Tần Phi hừ lạnh một tiếng, hất áo bào lên xoay người rời đi. Chậm đã, Tiêu Phàm lần nữa kêu lên,
Con người bình tĩnh lạ thường, nói, thạch đầu các ngươi có thể không ăn, nhưng mà còn có một đồ vật ngươi phải lưu lại. Thứ gì, 1.000 vạn hồn thạch đã đưa ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Tần Phi quay đầu, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói, lấy tay vung lên, một chuôi đao lạnh cắm trên mặt đất, thân đao chập chờn, lóe ra ánh sáng lạnh. Nhìn đao lạnh trên mặt đất, con người đám người hơi hơi co rụt lại, cảm giác cánh tay một trận đau nhức. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này không phải thật sự muốn một cánh tay Tần Phi chứ. Tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên, Tần gia ta không phải ngươi có thể chọc được. Tần Phi toàn thân run lên, đành phải lôi Tần gia ra. Tần gia sao, không lâu trước đó, có một đường gia cũng nói như vậy, có điều bị ta diệt, còn có Sở gia có gia hỏa Ngô Nhân gì, cũng chết trên tay của ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nụ cười này Tần Phi thấy nhất định chính là nụ cười ma quỷ, vừa nhìn thấy, không rét mà run. Trên mặt hai người Y Vân và Hướng Vinh lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là 1.000 vạn hồn thạch mà nói, Tần gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, nếu thật sự chặt một cánh tay Tần Phi, sự tình kia coi như có chút phiền phức. Chỉ là khi cảm nhận được sát khí lăng lệ trên người Tiêu Phàm, hai người vẫn là ngậm miệng không nói, những ngày qua bọn hắn đã có chút hiểu biết đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta liền hoàn lại gấp trăm lần. Văn phường chủ cũng chỉ nhăn lông mày một cái, vừa rồi hắn đã sai lầm khi lựa chọn đứng về phía Tần Phi, lần này hắn dứt khoát ai cũng không giúp. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm không đơn giản, bằng không đến Y Vân cùng Hướng Vinh cũng sẽ không khách khí đối với hắn như vậy. Thậm chí, văn phường chủ còn có thể cảm giác được. Ngữ khí Y Vân cùng Hướng Vinh đối với Tiêu Phàm, có một chút ý vị tôn trọng. Ngươi tự mình động thủ, hay là muốn ta làm? Ngữ khí Tiêu Phàm hơi hơi lạnh lẽo, sát khí tỏa ra, xung quanh nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. Tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu hồn thạch, nói một câu là được. Tần Phi cắn răng nói. Ta không thiếu hồn thạch, chọn một đi, cánh tay trái, hay là cánh tay phải? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi dám? Ánh mắt Tần Phi lộ ra vẻ hoảng sợ, gia hỏa này thật sự không phải đang nói đùa. Ngươi đã không chọn, vậy ta thay ngươi chọn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Phốc, vừa dứt lời, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một đạo hắc ảnh xẹt qua, một đạo huyết kiếm nở rộ, ngay sau đó tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên. Con người đám người co rụt lại, nhìn thấy cánh tay trái Tần Phi rơi ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ tiểu viện. Sau một khắc, không ít người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Phong Lang bên cạnh Tiêu Phàm. Vừa rồi Phong Lang bộc phát khí thế khiến bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Cao thủ, đây là định nghĩa tất cả mọi người dành cho Phong Lang. Văn phường chủ liếc nhìn Tiêu Phàm thật sâu, có thể làm cho cường giả trẻ tuổi như vậy thần phục, người này tuyệt đối không đơn giản. Không phải vấn đề có dám hay không, đây là vấn đề nguyên tắc, con người ta, trước giờ không thích nợ người khác. Nhưng càng không thích người khác thiếu nợ ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Hắn cũng không nghĩ đến Phong Lang quyết đoán như thế, khiến hắn không phản ứng kịp. Chỉ là việc đã đến nước này, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lui lại, cũng không muốn lui. Tiểu tử, Tần gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó. Tần Phi hung ác nói, chuẩn bị đi nhặt cánh tay trên mặt đất kia. Cánh tay vừa mới bị chém đứt, chỉ cần tìm đến luyện dược sư, hẳn có khả năng chữa được. Ta nói, cánh tay này là của ta, người có vẻ còn không nghe hiểu. Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ bắn ra, tay bị chặt của Tần Phi đột nhiên hóa thành từng mảnh thịt. Trừ phi dược thần tái thế, cả một đời Tần Phi chỉ có thể trở thành hiệp sĩ một tay. Hỗn xược, Tần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Thua không dậy nổi thì đừng ở nơi này làm phách, ta ở tại Vân Lai khách sạn, người muốn báo thù có thể tới tìm ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta nhớ kỹ rồi, Tần Phi nghiến răng nghiến lợi, sau đó mang theo người Vương Đạo Minh rời đi. Tiêu lão đệ, người cần gì phải vậy? Y Vân cười khổ nói, chặt Tần Phi một tay cũng thôi, không cần thiết lại chọc giận hắn. Nên đến vẫn sẽ đến, không phải sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Con người đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói, ta không hy vọng, Tần gia lại là đường gia kế tiếp. Y Vân nghe vậy, toàn thân khẽ run lên,
gia hỏa này thực sự là không sợ trời không sợ đất. Đường gia chỉ là gia tộc không nhập lưu mà thôi, người có thể không để trong lòng. Nhưng mà Đường gia là gia tộc nhị lưu, trong gia tộc còn có cường giả chiến hoàng tọa trấn. Văn phường chủ, thật ngại quá, làm bẩn chỗ của ngươi. Tiêu Phàm hơi chắp tay nói. Không sao, sự tình này thường xuyên phát sinh, văn mỗ ta đã thành thói quen. Văn phường chủ cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh lão đệ. Nhìn thấy văn phường chủ bộ dáng nhiệt tình, Tiêu Phàm cũng không giấu giếm nói, bỉ nhân Tiêu Phàm. Tiêu lão đệ, ta xem ngươi cược thạch rất giỏi, không biết văn mỗ có thể mời ngươi đảm nhiệm giám định sư cược thạch phường ta hay không? Văn phường chủ cười nói. Để văn lão ca thất vọng rồi, Tiêu mỗ thực chỉ là vận khí tốt. Tiêu Phàm khổ sở nói, có điều, nếu có thể giúp một tay, văn lão ca một câu, Tiêu Phàm nhất định nỗ lực hết sức. Ha ha, có câu nói này của lão đệ, vậy ta liền yên tâm. Văn phường chủ cười không ngậm được miệng. Hắn không tin Tiêu Phàm chỉ là trùng hợp. Phải rồi, Tiêu lão đệ, nửa tháng sau, Tam Đại Thương hội tổ chức một chân kỳ đại hội, ngươi nhất định phải tới. Chân kỳ đại hội, Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngược lại là trong mắt Y Vân lóe lên vẻ khác lạ, trêu ghẹo nói, văn phường chủ, ngươi thế này thật không tử tế, lại đem danh ngạch của ngươi cho Tiêu lão đệ, bằng vào giao tình của hai ta kiểu gì cũng không thể thiếu ta đi. Tam gia. Ngươi cũng đừng rèm pha bản thân, với năng lực của ngươi, lấy một vé vào cửa còn không đơn giản sao? Văn phường chủ cười cười. Tam gia, văn lão ca, rốt cuộc cái gì là chân kỳ đại hội? Tiêu Phàm không hiểu ra sao, có điều hắn cảm giác chân kỳ đại hội này cũng không đơn giản. Dù sao do Tam Đại Thương hội liên danh tổ chức, tên tuổi liền lớn đến dọa người. Chân kỳ đại hội tổ chức không định thời gian. Đến lúc đó Tam Đại Thương hội sẽ đưa ra một chút dị bảo. Những dị bảo này phần lớn là từ bên trong cổ địa lấy được, người bình thường đều chưa từng gặp qua. Cho nên chủ yếu nhất vẫn là lực mắt nhìn, đương nhiên, bên trong cũng có cực thạch. Y Vân giải thích. À, Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu. Có điều cực thạch nơi đó cực rất lớn, một khối liệu khanh cổ có thể phải hơn ngàn vạn hồn thạch. Mỗi lần chân kỳ đại hội, một đêm chợt giàu không ít người. Nhưng cũng có người sau một đêm nhà chỉ còn bốn bức tường. Y Vân lại bổ sung một câu, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong nồng đậm. Đa tạ văn lão ca, đại hội lớn như vậy, Tiêu Phàm nhất định sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm cười nói, cảm kích nhìn văn phường chủ. Có điều hắn cũng biết, văn phường chủ sở dĩ mời bản thân, thứ nhất là thấy hắn hai lần cắt thạch đều cắt ra tuyệt thế bảo bối, thứ hai, cũng là giảm đi khoảng cách giữa hai người. Dù sao trước đó văn phường chủ đứng về phía Tần Phi, khiến Tiêu Phàm rất khó chịu. Tiêu lão đệ khách khí, nếu như Tiêu lão đệ gặp phải chút phiền phức, thông báo một tiếng, việc văn mỗ làm được nhất định nỗ lực hết sức. Văn phường chủ cười nói. Ha ha, có câu nói này của văn phường chủ, y mỗ liền yên tâm. Y Vân cười cười, Tiêu lão đệ, lần này ngươi không thể không đền đáp, nhất định phải thay ta tìm mấy khối liệu tốt. Tiêu lão đệ phúc hậu đối với ngươi, chính là không tử tế đối với ta. Văn phường chủ cười khổ nói. Y Vân cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Việc Tần Phi đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm không nghĩ tới là việc Tần Phi thật sự không đơn giản như vậy mà qua. Một lúc sau, Tiêu Phàm chọn nhanh cho Y Vân ba khanh liệu cổ, mỗi một khối cắt ra đều quý hiếm, có hai gốc thất phẩm linh dược. Còn có một khối vật liệu thất phẩm khoáng thạch, Y Vân vui không ngậm miệng được. Rời khỏi cực thạch phường, ba người lại đi dạo lên trong những gian hàng, một canh giờ tiếp không có cái gì lọt vào mắt hắn. Lúc bọn hắn chuẩn bị trở về, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại trước một gian hàng. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người trong lòng hơi động, chẳng lẽ Tiêu Phàm lại phát hiện đồ gì tốt? Ông chủ, hỏa diễm thạch này bán thế nào? Tiêu Phàm ước lượng lấy một khối thạch đầu toàn thân xích hồng. Như là hỏa diễm đang thiêu đốt, nắm trong tay có một loại cảm giác vô cùng ôn hòa. 50 vạn. Chủ quán thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, cái này không phải hỏa diễm thạch, mà là thất phẩm liệt diễm thạch, một khối liệt diễm thạch 50 vạn rất có lời. Được. Tiêu Phàm gật đầu, không chút do dự xuất ra 50 vạn trung phẩm hồn thạch. Liệt diễm thạch, ta ra 100 vạn. Đột nhiên, lại một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng đi đến,
sau lưng hắn còn hai nam một nữ đi theo. Thanh niên áo bào trắng mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm, trên mặt lộ ra một loại khí chói lóa. Thời khắc thấy thanh niên áo bào trắng kia, trong đầu Tiêu Phàm lập tức hồi tưởng lại một đạo thân ảnh. Ngày đó tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chiến vương mà lần đầu tiên hắn giết được, hình dạng hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như không phải người này nhìn qua càng bá đạo hơn, Tiêu Phàm còn tưởng là bản thân nhận lầm người. Nếu như người kia không phải chiến vương đầu tiên trong đời hắn giết được, Tiêu Phàm cũng sẽ không ghi nhớ sâu sắc như thế. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ nữ tử váy tím xinh đẹp kia từng nói, hắn giết chết Lâm Dương, ca ca của Lâm Dương, Lâm Tiêu sẽ báo thù cho hắn. Chẳng lẽ người này chính là Lâm Tiêu? Bốn mắt chạm nhau, trong mắt thanh niên áo bào trắng xoẹt qua một tia băng lãnh, điều này khiến Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, chẳng lẽ gia hỏa này nhận ra mình? Không phải chứ, hắn cũng chưa từng thấy mình lần nào. Tiêu Phàm đúng không, ngươi còn nhớ Lâm Dương bị ngươi giết chết chứ? Thanh niên áo bào trắng ngồi xổm ở bên người Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Ta giết người không ít, không biết ngươi muốn nói đến ai? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đã không còn là Tiêu Phàm nửa năm trước, không cần thiết sợ hãi một tu sĩ chiến vương cảnh. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn về mấy khối xích huyết thạch đầu phía trên mặt đất, nói, 200 vạn hồn thạch, cho vào túi ta mang đi. Sắc mặt chủ quán khẽ trầm xuống một cái, hắn vốn dĩ còn tưởng rằng 200 vạn mua một khối thạch đầu, vậy thì xác thực kiếm bộn. Nhưng mà chỗ này của hắn có tới 16 khối, giá 800 vạn. Làm sao có thể bán giá 200 vạn? Làm sao, người không bằng lòng? Lâm Tiêu cau mày một cái. Một khối thạch đầu 50 vạn, tổng cộng 800 vạn, người đưa 800 vạn, thạch đầu này tất nhiên là của ngươi. Chủ quán lắc đầu. Mấy khối tảng đá vụn này cũng đáng 800 vạn, lão đầu ngươi thế này là dọa người đi. Không đợi Lâm Tiêu mở miệng, nữ tử xinh đẹp phía sau hắn lập tức tức giận nói. Xem như dọa người thì sao? Quy củ chợ đêm, các ngươi dám phá vỡ, 16 khối liệt diễm thạch, 200 vạn cho các ngươi thì thế nào? Có thể bày quầy bán hàng tại chợ đêm, ai cũng có một chút bối cảnh, chủ quán cũng không ngoại lệ. Ngươi, nữ tử xinh đẹp tức giận ngực chập trùng, nhưng lại không dám làm gì chủ quán. 1.000 vạn, ta mua hết. Tiêu Phàm vừa lúc mở miệng nói. Vẫn là vị Tiêu huynh đệ này hiểu quy củ. Chủ quán cười cười. Trực tiếp đưa 16 khối liệt diễm thạch đến trước mặt Tiêu Phàm. 1.050 vạn. Lâm Tiêu cắn răng nói, tựa như 1.050 vạn hồn thạch đã là cực hạn của hắn. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm dùng những liệt diễm thạch này để làm gì, nhưng mà hắn không muốn để cho Tiêu Phàm mua được. Nghe được lời Lâm Tiêu nói, chủ quán lại vội vàng đem 15 khối liệt diễm thạch thu trở về. Điều này khiến Tiêu Phàm nhíu mày, gia hỏa này thực sự là một tên gian thương. 1.100 vạn. Tiêu Phàm lại thêm 50 vạn. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta xem ngươi có thể xuất ra 1.100 vạn hay không, đây chính là trung phẩm hồn thạch, không phải hạ phẩm hồn thạch. Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Phàm. Một người hoàng triều nho nhỏ làm sao có thể xuất ra 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch, ánh mắt kia, dường như ăn chắc. Lâm Tiêu đúng không, đệ đệ kia của ngươi là nhận nuôi, Lâm Dương chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Từng ấy hồn thạch cũng không lấy ra được, nếu như ngươi tiếp tục tăng giá, ta còn coi trọng ngươi một chút. Tiêu Phàm cười cười. Hỗn láo, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu lập tức giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng tức giận. Đừng nóng giận, nói một chút mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh, hắn không tin Lâm Tiêu thực dám động thủ ở chỗ này. Lâm Tiêu này nếu dám động thủ, Tiêu Phàm liền dám lấy mạng hắn. 1.100 vạn hồn thạch, ngươi đếm xem. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới đổ ra hồn thạch chất đầy một chỗ, vừa rồi lấy từ trong tay Tần Phi được 1.000 vạn, bản thân hắn chỉ cần bỏ ra 100 vạn mà thôi. Không cần đếm, những liệt diễm thạch này tiểu ca cầm lấy đi. Chủ quán cười không ngậm được miệng, hồn lực hắn quét một vòng, 1.100 vạn chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Tiêu Phàm không chút do dự đem 15 hỏa diễm thạch cất vào bên trong hồn giới, trong tay còn cầm một cái, đột nhiên dùng sức tách ra. Hô, một đạo hỏa diễm từ bên trong hỏa diễm thạch phóng lên tận trời, tại bên trong liệt diễm thạch lại còn cất giấu một hạt châu toàn thân xích hồng. Đây là thứ gì? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói.
bát phẩm liệt dương châu. Chủ quán trong nháy mắt bị huyết châu xích hồng trong tay Tiêu Phàm hấp dẫn, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, tức giận hôn mê. Chỉ bằng vào liệt dương châu này, đã giá trị mấy ngàn vạn, vậy mà lại xem như thất phẩm khoáng thạch bán đi. Y Vân cùng Hướng Vinh đứng ở cách đó không xa cười ha ha một tiếng, Tiêu Phàm tuyệt đối là cố ý chọc giận người, đúng thực sự là làm tức chết người không đền mạng. Thế nhưng mà nói đi thì nói lại, ai kêu chủ quán kia không tử tế đây? Là bát phẩm liệt dương châu, Tiêu huynh đệ, vận khí ngươi cũng được đấy, đoán chừng chủ quán kia mấy ngày tới đều ăn không nổi cơm. Tiêu Phàm bọn hắn rời khỏi chợ đêm, Hướng Vinh không khỏi trêu ghẹo nói. Chỉ dựa vào vận khí sao? Y Vân cổ quái nhìn Tiêu Phàm, đây rõ ràng là hướng về liệt dương châu. Nói ra, là hướng lão người vận khí tốt mới đúng, có liệt dương châu này, ta có 9 phần nắm chắc chữa khỏi bệnh cho ngươi. Tiêu Phàm cười nói. Thực sao? Hướng Vinh vô cùng kích động, sau đó không chút do dự lấy ra một hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Phàm. Hướng lão, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Phàm vội vàng đẩy hồn thạch tạp trở về. Tiêu huynh đệ, ngươi thay ta chữa bệnh, sao ta có thể để ngươi tốn kém chứ? Con ngươi Hướng Vinh kiên định nói. Liệt Dương Châu cũng không phải dùng qua một lần là không thể dùng nữa. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu. Tiêu lão đệ, cất đi, ngọc cơ hoa kia giá trị không nhỏ, còn có khối thạch đầu ngươi lần trước mua, đoán chừng cũng không đơn giản. Y Vân kịp thời ngắt lời, cười nói. Vậy thì cảm ơn hướng lão. Tiêu Phàm thu hồi hồn thạch tạp, ngọc cơ hoa mặc dù dùng trên người phong lang, nhưng mà lần trước mua thạch đầu kia quả thực cũng cần không ít hồn thạch. Hơn nữa, còn có tử đan tham trên người hắn, đoán chừng cũng phải dùng hết một nửa. Phải rồi, Tiêu huynh đệ, ngươi có phải cùng Lâm Tiêu có thù gì hay không, L. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng bốn mắt giao nhau, hai người tựa như đều muốn nhìn thấu đối phương, trong phòng lập tức một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Phàm cũng biết chút ít về Sở Khinh Cuồng, một khi hắn khôi phục thực lực, nhất định sẽ tìm người báo thù, nhưng mà trước mặt Sở gia to lớn, Sở Khinh Cuồng hắn được xem là gì đây? Nếu như có người biết là Tiêu Phàm hắn chữa khỏi cho Sở Khinh Cuồng, đừng nói Sở gia sẽ tìm hắn để gây sự, chính là những luyện dược sư kia, khẳng định cũng hận không thể chộp hắn tới để chất vấn. Đến thất phẩm luyện dược sư, thậm chí bát phẩm luyện dược sư đều không giải được độc, cuối cùng một tiểu tử chiến vương cảnh lại biết, điều này đúng là đánh một đòn đau vào mặt người khác. Tiêu Phàm tất nhiên không muốn tham dự vào trong vòng xoáy cực đại kia, hắn chỉ là chiến vương cảnh, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, những đại gia tộc kia muốn nghiền ép hắn chỉ cần một câu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Khinh Cuồng hít sâu một hơi nói, hắn vốn cho là Tiêu Phàm muốn dọa dẫm uy hiếp, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm chỉ đưa ra yêu cầu dạng này. Đa tạ ngươi hiểu cho, nếu như ngươi muốn báo ân, đi cảm tạ Y Vân là được, không có hắn mở miệng, ta cũng sẽ không cứu. Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra một nét cười. Sở Khinh Cuồng nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trầm giọng nói, vì là một câu của Y Vân, ngươi liền nguyện ý đắc tội Sở gia nguy hiểm cứu ta. Ta tự nguyện mà thôi. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, không làm ra vẻ gì cả, huống chi, kẻ địch của ta cũng không kém hơn Sở gia, nhiều thêm một Sở gia thì có thế nào. Hắn cùng với Y Vân còn chưa phải là bạn bè sinh tử, tất nhiên không thể là vì một câu của hắn mà đi cứu Sở Khinh Cuồng. Chủ yếu nhất vẫn là hắn cảm thấy hứng thú đối với độc trong cơ thể Sở Khinh Cuồng, là độc gì mà bát phẩm luyện dược sư đều không giải quyết được. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm hắn chọn đúng, bởi vì cứu chữa Sở Khinh Cuồng khiến hắn phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của U Linh Chiến Hồn. Huống chi, kẻ địch của hắn quả thực không kém gì Sở gia, bởi vậy hắn phải không ngừng mạnh lên, cứu huynh đệ bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu của mình. Sở Khinh Cuồng không nói, hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Nếu như nói bản thân hắn chứng minh cho hai chữ khinh cuồng, Tiêu Phàm lại đại biểu là không bị trói buộc. Sở Yên Nhiên, dược tài bên trong hồn giới của ngươi lấy hết ra. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Sở Yên Nhiên nói. Sở Yên Nhiên tất nhiên không chút do dự, trong phòng lập tức chất đầy linh dược. Tiêu Phàm chọn lựa 10 mấy loại, lại lấy ra tử đan tham, cắt ra chừng một nửa, sau đó không hề cố kỵ bắt đầu luyện dược trong phòng. Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ cảm kích, tử đan tham kia có giá trị không nhỏ, dù là một mảnh nhỏ, giá trị có thể đến 100 vạn trung phẩm hồn thạch.
nửa cái tử đan tham này tuyệt đối giá trị mấy ngàn vạn. Có điều bọn hắn hiển nhiên là hiểu lầm Tiêu Phàm, hắn hiện tại luyện chế, có thể không phải một loại đan dược, mà là hai loại, hơn phân nửa tử đan tham là đan dược chuẩn bị cho Hướng Vinh. Khiến hai người càng thêm ngoài dự liệu là, Tiêu Phàm lại bắt đầu luyện dược ngay trước mặt bọn hắn, phải biết luyện dược sư khác đều là tiến hành trong mật thất. Dù sao, thủ pháp luyện dược đều là thủ đoạn độc môn của luyện dược sư, tương đương với sinh mệnh thứ hai, tất nhiên sẽ không dễ dàng hiển lộ trước người khác. Trừ phi tiến hành tranh tài luyện dược, mới có thể hiển lộ trước mặt người khác. Thời gian thong thả trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sau năm canh giờ, Tiêu Phàm mới dừng lại, ở giữa tay, từng đạo lưu quang bắn vào bình ngọc trong tay Tiêu Phàm. Miễn cưỡng chấp nhận, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu thu hồi tiểu đỉnh thần bí, lại từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược. Một màn này khiến Sở Khinh Cuồng cùng Sở Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm. Đan dược, lại là đan dược, thất phẩm thành đan, Tiêu Phàm này là thất phẩm luyện dược sư. Thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, nếu như người bên ngoài biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc hãi hùng. Đặc biệt là vừa rồi câu nói kia của Tiêu Phàm, khiến hai người co quắp một hồi, luyện chế thất phẩm đan dược vẫn chỉ là miễn cưỡng chấp nhận. Còn người Tiêu Phàm rất bình tĩnh, hắn lần này luyện chế đúng là thất phẩm đan dược tẩy tủy đan, thất bại nhiều lần mới thành công. Với năng lực bây giờ của hắn, nhiều nhất có thể luyện chế thất phẩm sơ giai đan dược mà thôi. Lấy ra một chút hồn thạch khôi phục một hồn lực, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía hai người nói, ngươi cũng biết rõ, ngươi là chiến hoàng cảnh, nếu như ngươi dẫy dụa, chúng ta ngăn không được ngươi, cho nên ta phải phong ấn tu vi ngươi. Sở Khinh Cuồng gật đầu, nếu như Tiêu Phàm muốn gây bất lợi cho hắn, căn bản không cần thiết cứu hắn. Chỉ là hắn hiếu kỳ. Tiêu Phàm chỉ là chiến vương cảnh, làm sao có thể đủ phong ấn tu vi chiến hoàng cảnh của hắn. Tiêu Phàm lấy ra ba cây long văn kim châm, lấy tay vung lên, ba cây kim châm đột nhiên bắn vào lồng ngực Sở Khinh Cuồng, giam cầm bốn phía hồn hải của Sở Khinh Cuồng. Vậy là có thể, Sở Yên Nhiên không biết vì sao, nhưng trong lòng Sở Khinh Cuồng thì kinh hoàng, vẻn vẹn ba cây kim châm vậy mà thực sự phong ấn tu vi của hắn. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết người mà nói, há không phải chỉ cần ba cây kim châm. Nuốt vào. Tiêu Phàm lấy ra một tẩy tủy đan đưa cho Sở Khinh Cuồng. Tẩy tủy đan vào miệng tan đi, chỉ một thoáng, một cỗ dược lực tràn đầy hướng về trong xương tủy Sở Khinh Cuồng toàn thân tràn ngập. Trên mặt Sở Khinh Cuồng lộ ra vẻ thống khổ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ta mặc dù không biết ngươi trúng độc gì, nhưng mà độc kia lại bám vào trong cốt tủy, biện pháp duy nhất chính là để cốt tủy ngươi tẩy rửa một lần. Quá trình rất thống khổ, hiện tại chỉ là bắt đầu, ngươi phải kiên trì lên. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Được, Sở Khinh Cuồng khẽ cắn môi, thân thể hắn đã bắt đầu run rẩy, nhưng quả thực đến hừ cũng không hừ một tiếng. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ khác lạ, chỉ một thoáng, liệt dương châu cuồn cuộn tràn vào trong tay, xích hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt trong nháy mắt bao vây lấy Sở Khinh Cuồng. Huyết sắc hỏa diễm kia dọc theo lỗ chân lông Sở Khinh Cuồng rót vào trong thân thể, xuyên qua các tầng ngăn cản, cuối cùng tiến vào trong xương tủy. A Sở Khinh Cuồng rốt cục nhịn không được, hét thảm lên. Giữ hắn lại. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Trong mắt Sở Yên Nhiên nước mắt bốc hơi, có điều vẫn khẽ cắn môi giữ thân thể Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng toàn thân co quắp mãnh liệt, gân xanh trên trán như là tiểu trùng ngọa nguậy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hồn lực Tiêu Phàm bao phủ mỗi một cái xương cốt trong cơ thể Sở Khinh Cuồng, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cốt tủy có từng tia hắc khí đang lượn lờ, như là giòi trong xương, vô cùng ương ngạnh. Độc này thật đúng là vô cùng ngoan cố, cũng may có liệt dương châu. Trong lòng Tiêu Phàm nặng nề vô cùng, sự tình này quả nhiên khó giải quyết hơn so với hắn tưởng tượng. Liệt dương chi diễm điên cuồng luyện hóa cốt tủy Sở Khinh Cuồng, độc khí màu đen kia cùng cốt tủy đồng loạt bị luyện hóa. Tẩy tủy đan cũng phát huy tác dụng, từng tia sương mù màu trắng như là thanh lưu chảy khắp toàn thân, cốt tủy mới nhanh chóng sinh ra, chỉ là sau một khắc, dược hiệu này liền tiêu tán hầu như không còn. Một viên không đủ, Tiêu Phàm vội vàng lại lấy ra một viên nữa, vẻn vẹn kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ, dược tính lần nữa biến mất. Hai viên, ba viên, năm viên, thẳng đến viên thứ sáu, Tiêu Phàm mới dừng lại. Trong bình ngọc chỉ còn lại một hai viên tẩy tủy đan cuối cùng, nếu như còn không thành công,
Sở Khinh Cuồng kia tuyệt đối sẽ bị thiêu chết. Liều, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trực tiếp đem hai viên tẩy tủy đan cuối cùng nhét vào trong miệng Sở Khinh Cuồng, đồng thời hỏa diễm liệt dương châu cũng càng thêm hừng hực cùng bá đạo. Sở Khinh Cuồng cơ hồ chỉ còn lại một hơi, nằm trên mặt đất không ngừng co quắp, Sở Yên Nhiên nước mắt chảy ra. Loại thống khổ này căn bản con người không thể tiếp nhận. Cũng đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn phát hiện những hắc vụ trong xương tủy kia toàn bộ đã bị luyện hóa. Thành, Tiêu Phàm lau lau mồ hôi trên mặt, phảng phất như trải qua một trận chiến đấu gian khổ tuyệt thế. Gạch nối, nhìn Sở Khinh Cuồng run rẩy trên mặt đất, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Ý chí Sở Khinh Cuồng thật đúng là mạnh mẽ và cứng cỏi. Nếu đổi lại là những người khác, đoán chừng sớm đã chết. Tỉnh lại là không sao. Tiêu Phàm bàn giao vài câu liền rời khỏi mật thất. Bên ngoài đã là giữa trưa, cũng may hôm nay sinh tử đấu trường không có trận đấu, Tiêu Phàm cũng có thể nghỉ chút. Bên trong biệt viện, Phong Lang hộ pháp cho Tiêu Phàm, tất cả việc bên ngoài Tiêu Phàm cũng không để ý nữa. Tiêu Phàm phát hiện luyện dược vậy mà rất tốt đối với tu luyện hồn lực, gông cùm xiềng xích giữa chiến vương cảnh trung kỳ và chiến vương cảnh hậu kỳ đã có dấu hiệu buông lỏng. Hắn tin chỉ cần có một cơ duyên, có lẽ liền có thể đột phá đến chiến vương hậu kỳ. Lúc buổi chiều, bên ngoài Vân Lai khách sạn đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ, không bao lâu, một cỗ sát khí lăng lệ hướng về biệt viện Tiêu Phàm. Hướng ta mà đến, Tiêu Phàm cau mày một cái, bản thân đợi trong phòng cũng sẽ gặp phiền phức. Tiểu Lang, đồ vật này cho ngươi. Tiêu Phàm tiện tay ném cho Phong Lang một đồ vật. Công tử, ta. Phong Lang kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết rõ đồ vật này quý giá, nhưng mà Tiêu Phàm liền dễ dàng như vậy cho hắn, điều này khiến hắn thế nào mà không khiếp sợ. Tiên Thiên kiếm thai thích hợp với ngươi nhất, lúc đầu trở về liền chuẩn bị đưa cho ngươi, ban đêm lại phát sinh một chút việc ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cười cười nói, không sai, đồ vật hắn cho Phong Lang chính là Tiên Thiên kiếm thai. Nếu đặt ở bên ngoài đấu giá, tuyệt đối có thể bán được một cái giá trên trời. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không cần nghĩ ngợi cho Phong Lang. Riêng khí phách phần này, người khác khó có thể so sánh. Đa tạ công tử. Phong Lang hít sâu một hơi, trong lòng cũng càng thêm kiên định. Tiêu Phàm, lăn ra đây nhận chết. Dám đả thương thiếu gia Tần gia ta, xem ngươi có mấy cái mạng. Tiếng ồn ào truyền đến, một cỗ khí thế cường đại vây quanh vị trí biệt viện Tiêu Phàm. Tần Hạo, người đúng thực sự là lớn gan. Chạy đến chỗ ta dương oai. Gầm lên một tiếng, đó là thanh âm Y Vân. Ra ngoài thôi. Tiêu Phàm đại khái đã đoán được là người nào, trừ Tần gia còn có thể là ai. Tiêu Phàm cũng hơi ngoài dự liệu, xem ra Tần gia này thực sự là không đơn giản, cũng dám đến Vân Lai khách sạn dương oai. Y Vân mặc dù chỉ là chi mạch Y gia, nhưng mà chung quy là người Y gia. Ở ngoại thành này ai không nể mặt Y Vân? Dù là gia tộc nhị lưu đối đãi với hắn cũng phải khách khí. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Tiêu Phàm mang theo Phong Lang cùng Tiểu Kim đi tới, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ai là Tiêu Phàm, cút tới đây tự chặt hai tay, phế chiến hồn, bằng không việc này ta không để yên cho ngươi. Ngoài biệt viện, một nam tử trung niên áo bào đen con ngươi lạnh lẽo quét về phía Tiêu Phàm. Tự chặt hai tay, phế chiến hồn ta, ngươi xác định chứ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm đi về phía nam tử hắc bào, không mảy may khiếp đảm. Ngươi chính là Tiêu Phàm, phế chiến hồn ngươi là nhân từ nhất đối với ngươi rồi. Cháu của ta đắc tội ngươi ở đâu, ngươi lại tàn nhẫn như vậy, chặt một tay hắn. Nam tử hắc bào cười gằn nói. Con người Tiêu Phàm cũng lạnh lẽo, Đường gia phách lối, Tần gia càng phách lối hơn. Những gia tộc này đều là ác nhân bắt nạt kẻ yếu, không cho bọn hắn tự điểm lại nhan sắc. Bọn hắn sẽ cứ coi bản thân vô địch thiên hạ. Ta với hắn cực thạch, có chơi có chịu, thế nào, chẳng lẽ Tần Phi không nói cho ngươi? Đường đường Tần gia tự nhiên thua không dậy nổi, ta thấy Ly Hỏa Đế Đô này Tần gia ngươi cũng đừng ngốc, nhìn đã muốn ói. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Có một chữ lý, Tiêu Phàm liền không sợ hãi, có đánh được hay không chỉ có chiến đấu mới biết. Bất luận lý do gì, ngươi cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Nam tử hắc bào nghẹn lời, nhắm mắt nói. Ta chặt một tay hắn chính là tàn nhẫn, ngươi mới vừa nói muốn chặt hai tay ta, phế chiến hồn ta, chính là nhân từ. Tiêu Phàm cười,
cười vô cùng dữ tợn. Y Vân thầm nói không tốt, hắn biết rõ Tiêu Phàm đã nổi giận, vội vàng quát nói, Tần Hạo, cút ra ngoài, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tần Hạo sầm mặt lại, Y Vân dám không cho hắn mặt mũi, dù sao phía sau Y Vân là Y gia. Tiểu tử, có gan ngươi liền vĩnh viễn ở lại Vân Lai khách sạn, chỉ cần ngươi bước ra khỏi một bước, Tần gia ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn giết ta, được, hôm nay cho ngươi một cơ hội. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, thoáng cái xuất hiện ở bên ngoài Vân Lai khách sạn. Tốt, 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 Tần Hạo vô cùng tức giận, mang theo đám người Tần gia nhao nhao cùng ra ngoài. Trên đường cái, Tiêu Phàm một người một kiếm, tóc dài phiêu đãng, áo bào bay phất phới, một cỗ sát khí lăng lệ từ trên người hắn tỏa ra. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng sau lưng hắn cách đó không xa, lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Đối diện, 20, 30 người Tần gia đứng sừng sững, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Một tiểu tử chiến vương cảnh trung kỳ, vậy mà cũng dám phách lối như thế, thực không biết một lúc nữa chết như thế nào. Người kia là ai, sao ngông cuồng như vậy, dám động thủ cùng Tần gia? Ngươi không biết à, cái con người kia lần trước diệt Đường gia, ta tận mắt thấy. Sát phạt quả đoán không có mảy may lưu tình. Tần gia tự nhận là thế lớn, có thể ức hiếp hắn, ta thấy chưa hẳn. Những gia tộc này ở Ly Hỏa Đế Đô quá phách lối, hôm qua ta vừa tới Ly Hỏa Đế Đô, liền bị một người dọa dẫm 10 vạn trung phẩm hồn thạch, nên giáo huấn tốt bọn hắn. Không ít người lộ ra vẻ bực tức, bởi vì sắp đến thời gian khảo hạch chiến hồn học viện, các thiên tài dưới hoàng triều cũng lần lượt tới. Không ít người từng thua thiệt trong tay gia tộc của Ly Hỏa Đế Đô. Tiểu tử, người nhớ kỹ, người giết người tên là Tần Hạo. Tần Hạo phẫn nộ quát, sau đó dẫn theo một chuôi đại đao lăng không chém tới, đỉnh đầu hắn lơ lửng một chuôi lôi quang xen lẫn đại đao. Thất phẩm chiến hồn, kinh lôi đao. Có điều, ở đây đại bộ phận đều là thiên tài hoàng triều, không ít người cũng có thất phẩm chiến hồn, cũng không cảm thấy có hiếm lạ cho lắm. Đặc biệt là Ly Hỏa Đế Đô. Đến bát phẩm chiến hồn đều không ít, thất phẩm chiến hồn cũng không tính là chân chính thiên tài. Lôi bá thiên hạ, một tiếng quát lên điên cuồng, Tần Hạo như là một đạo tuyệt thế lôi đình thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ nhanh vô cùng, đao thế hung mãnh như thần hồng, cực kỳ đáng sợ. Chiến vương đỉnh phong, nhị trọng đao thế, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tu vi Tần Hạo, nếu là đặt ở trong hoàng triều, Tần Hạo này cũng coi là cường giả. Oanh, đao cương chém xuống. Trên đường cái thạch vụn bay tứ tung, cuồng phong thổi loạn, thế đao lít nha lít nhít tràn ngập tứ phương, tu sĩ bốn phía bị chấn động nhao nhao rút lui. Chết, đám người lấy lại tinh thần, lại không thấy được bóng dáng Tiêu Phàm. Quá chậm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một âm thanh bình thản. Đám người ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một thân ảnh áo đen đứng lơ lửng trên không, một tay cầm kiếm, tay kia vác đứng thẳng về sau, tóc dài phiêu đãng. Giống như một tôn kiếm thần dáng thế. Tốc độ thật nhanh, ta cũng không thấy hắn thế nào tránh thoát một đao kia. Đám người cảm giác có chút mộng ảo, không thể tưởng tượng nổi, tốc độ này quá không thể tưởng tượng, thực sự là tốc độ người sao. Từ khi lĩnh ngộ nhị trọng phong thế, tốc độ Tiêu Phàm đã nhanh gấp bội, cho dù cường giả chiến vương đỉnh phong bình thường cũng không nhanh bằng hắn, trừ phi cường giả phong vương, bằng không tốc độ Tiêu Phàm liền nghiền ép tất cả. Tiểu tử, nạp mạng đi. Tần Hạo sắc mặt khó coi vô cùng, bản thân đường đường là chiến vương đỉnh phong, vậy mà không bắt được thân ảnh một chiến vương cảnh trung kỳ, đây quả thực là mất mặt. Nhìn thấy Tần Hạo hướng thẳng Tiêu Phàm, Phong Lang sát khí nở rộ, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, hai bọn hắn sát tâm cũng nổi lên. Các ngươi không nên động, giết hắn cần một mình ta là đủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm liền lần nữa biến mất tại chỗ, kiếm động theo thân, thân động theo gió, đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh, sau một khắc hư không truyền đến một tiếng hét thảm tiếng. Chỉ thấy Tần Hạo bưng bít lấy cánh tay trái, máu nhỏ giọt từ không trung rơi xuống phía dưới. Đám người nhìn thấy tê cả da đầu, tốc độ này đến chiến vương cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ, còn đánh thế nào? Tiêu lão đệ lại mạnh lên. Ánh mắt Y Vân sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như Tiêu lão đệ có thể gia nhập Y gia ta, có một ngày sẽ rực rỡ hào quang. Bọn họ là đồng bọn Tiêu Phàm, giết bọn hắn cho ta.
trường đao trong tay Tần Hạo chỉ phong Lăng Tiểu Kim phía dưới quát ầm lên. Đám người thấy thế, nhao nhao hướng về phía sau thối lui, chỉ để lại Phong Lang cùng Tiểu Kim. Giết bọn hắn, A Y Vân thấp giọng cười cười, thanh âm có vẻ hơi chói tai. Thực lực Phong Lang là chiến vương đỉnh phong, Tiểu Kim cũng là lục giai đỉnh phong, lúc đầu phun ra hỏa diễm khiến hắn và Hướng Vinh đều chịu thiệt thòi nhỏ. Chí ít theo Y Vân thấy, hai bọn hắn so với Tiêu Phàm còn đáng sợ hơn. Giết, một tiếng gầm truyền ra, chỉ thấy 20, 30 người nhao nhao phóng tới Tiểu Kim và Phong Lang. Sau lưng bọn họ còn từng hồn thú to lớn đi theo, có không ít cấp bậc lục giai vương thú. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, tựa như căn bản không có ham muốn xuất thủ, chẳng qua là khi nó nhìn thấy những vương thú đó, liền chảy nước miếng. Y Vân nhìn một màn này sắc mặt co lại, gia hỏa này đoán chừng coi trọng những hồn tinh của hồn thú. Tiểu Kim đến cả hồn tinh của thất giai cũng ăn như đường đậu. Hừ, lúc 20, 30 người kia mắt thấy sắp tới gần hai người. Phong Lang hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Phốc phốc phốc, trong đám người Tần gia, từng đạo bóng đen cấp tốc xuyên toa, những nơi đi qua, từng cái đầu lâu bay lên, từng cây cột máu bắn về phía chân trời. Ngược sát, hoàn toàn ngược sát, thời khắc đám người lấy lại tinh thần, 20, 30 người Tần gia đã toàn bộ đầu rơi xuống đất, máu tươi nóng hổi chảy xuôi tại mặt đất, hỏa vân thạch phản chiếu lộ ra màu đỏ tươi yêu diễm. Tề Toàn Trường hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên, ánh mắt cùng nhau tập trung tại một bóng đen gầy cao bên trên những thi thể này. Phong Lang sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi bước ra khỏi đống xác chết, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Nhanh, quá nhanh, bọn hắn từng gặp qua người giết người nhanh, nhưng cũng chưa từng thấy người nhanh như vậy. Súc sinh, ta muốn ngươi chết, Tần Hạo tức giận muốn phát cuồng. Kinh lôi đao lực sét bành trướng bao phủ hư không. Trong nháy mắt bao phủ lấy Tiêu Phàm, đám người trong lúc nhất thời không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Giống, cũng đúng lúc này, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, tầm 10 thú phía đối diện toàn thân bỗng ngừng, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ thấy Tiểu Kim chậm rãi dạo bước, giống như một thú vương vô địch, đi đến trước người một lục giai hồn thú, nhô ra móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, lục giai vương thú kia đột nhiên ngã xuống đất. Trong móng vuốt Tiểu Kim, xuất hiện một hồn tinh to bằng nắm đấm lớn, Tiểu Kim trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai cọt kẹt rung động. Đám người nuốt nước miếng, một màn này so với Phong Lang xuất thủ còn rung động hơn nhiều. Quỷ dị là, hồn thú khác vậy mà không có dũng khí đào tẩu, chỉ là càng thêm run rẩy kịch liệt, có thể Tiểu Kim không định buông tha bọn hắn, vẻn vẹn trong 10 nhịp thở, tầm 10 hồn thú tất cả đều mất mạng, mười mấy viên hồn tinh toàn bộ bị Tiểu Kim hấp thu. Biến thái, chủ nhân nó biến thái thì cũng thôi, hồn thú này lại càng thêm biến thái. Đám người nhẹ giọng nổi giận mắng. Vốn dĩ bọn hắn còn tưởng rằng sẽ chém giết kịch liệt một phen, nào nghĩ đến, thế này tất nhiên là ngược sát trần trụi. Phốc, hư không đột nhiên rơi xuống huyết vũ, chỉ thấy tia sét kia đột nhiên biến mất, vô số tay chân bị chặt rơi xuống, trên không trung chỉ có một thân ảnh áo bào đen đứng sừng sững. Tần Hạo chết, đám người lên tiếng kinh hô. Cảm giác có chút tê dại ra đầu. Hai người một thú này quá là đáng sợ, diệt sát cường giả chiến vương như là bổ một quả mướp đắng. Dám giết binh sĩ Tần gia ta, ta muốn lấy mạng ngươi. Hư không một tiếng quát như sấm vang lên, đám người chỉ thấy được một vệt sáng gào thét mà tới, chớp mắt liền đến bên người Tiêu Phàm. Không hay, Y Vân biến sắc, muốn ngăn cản đã không kịp. Huyết sát, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút. Khí tức kia tuyệt đối là cường giả chiến hoàng cảnh không thể nghi ngờ. Đối mặt chiến vương đỉnh phong hắn còn có lực đánh một trận, nhưng với chiến hoàng, bây giờ hắn cũng như là sâu kiến. Có điều, hắn cũng không chút do dự chém ra một kiếm, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, hư không giống như bị xé nứt ra, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Oanh, huyết sắc kiếm cương nổ tung, một đạo quyền cương bá đạo đánh vào trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm như là con diều bay ngược ra, trong miệng phun máu không ngừng, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi. Bịch một tiếng, thân thể Tiêu Phàm đập xuống mặt đất, Phong Lang cùng Tiểu Kim vội vàng hướng lên, sát khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm không trung. Ở trên không cách đó không xa, một nam tử kim bào đứng lơ lửng trên không, con ngươi như đao như kiếm, lăng lệ tới cực điểm, quanh thân thiêu đốt lên khí diễm kim sắc,
bá đạo phi phàm. Tần Đao, đường đường chiến hoàng xuất thủ với một chiến vương, người không cảm thấy ngại sao? Y Vân cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, bình tĩnh nhìn không chung nói. Thân ta là gia chủ Tần gia, vì báo thù cho người đã chết của Tần gia, có gì không thể. Nam tử kim bào Tần Đao con ngươi lạnh như băng nói, cũng không vì Y Vân mà mảy may nhượng bộ. Y Vân cau mày một cái, muốn nói điều gì, nhưng mà thanh âm Tần Đao tiếp tục vang lên, Y Tam gia, Y gia thế lớn, Tần mỗ tất nhiên không dám đắc tội ngươi, nhưng nếu ngươi muốn bảo vệ hắn, Tần mỗ cũng không sợ. Y Vân trầm mặc không nói, hắn không muốn dựa vào danh thế Y gia để chèn ép người khác, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Cũng đúng lúc này, nơi xa không ít người mặc chiến bào chiến hồn học viện đi đến. Tần gia chủ, mạng người này giao cho ta, thế nào? Một đạo thanh âm cuồng bá vang lên, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Là người đế minh, đám người vội vàng nhường ra một con đường, bọn hắn không muốn đắc tội người chiến hồn học viện. Nhất là người đế minh, phía sau lưng còn có đế tộc Nam Cung gia tộc, tên tuổi Nam Cung Thiên Giật toàn bộ đại ly đế triều cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Y Tam gia, người tránh ra đi. Khụ khụ một đạo thanh âm từ trong phế tích truyền đến, chỉ thấy người máu me khắp người đi tới, nhìn về phía người chiến hồn học viện nơi xa, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, bắt đầu từ thời điểm ngươi giết đệ đệ ta, liền xác định ngươi sẽ chết ở trong tay của ta. Tần gia chủ, người này giết huynh đệ ta, có thể đem tính mạng hắn giao cho ta được không? Tần Phong huynh cũng là người đế minh ta. Lâm Tiêu vừa nhìn về Tần Đao phía không trung nói. Tần Đao nghe vậy, không chút do dự gật đầu, nếu là huynh đệ Tần Phong, mạng hắn liền cho ngươi. Đa tạ Tần bá phụ. Lâm Tiêu hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt kia tựa như nhìn một người chết, lạnh lẽo tới cực điểm. Lâm Tiêu, ta muốn mạng hắn. Cũng đúng lúc này, lại một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, trong giọng nói tràn ngập chắc chắn. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần gia muốn giết Tiêu Phàm, Lâm Tiêu muốn giết Tiêu Phàm, làm sao còn có người muốn giết Tiêu Phàm nữa. Kinh ngạc đồng thời, ánh mắt đám người nhao nhao nhìn lại về phía sau. Quay người nhìn lại, lại thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, cầm đầu là một thanh niên mặc chiến bào màu vàng óng, trên người phóng ra khí thế đáng sợ, ý chí hăng hái, không ai bì nổi. Là Đường Nghiêu, có người nhận ra thân phận nam tử kim bào, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, lúc đầu chém giết đám người Đường gia, hắn có nghe nói người này là người địa các nội viện chiến hồn học viện. Có thể tiến vào địa các, chí ít cũng là thực lực chiến vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là cường giả phong vương chiến vương, tuyệt thế chiến vương hoặc chiến hoàng sơ kỳ. Đường sư huynh, sao ngươi lại tới? Lâm Tiêu nhìn thấy Đường Nghiêu, thần sắc trên mặt lộ ra một tia nịnh nọt. Hiển nhiên là kiêng kỵ thực lực Đường Nghiêu. Đường Nghiêu ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề tức giận, ngược lại cung kính đứng ở một bên. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Đường Nghiêu chính là học viên địa các, hắn là tu sĩ ngoại viện huyền cung, nào dám cùng Đường Nghiêu tranh đoạt người. Chính ngươi giết phụ thân ta, diệt huynh đệ của ta, Tiêu Phàm. Con ngươi Đường Nghiêu lạnh như băng nói, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Đúng thì thế nào, Tiêu Phàm lau đi máu tươi khóe miệng, trên mặt lóe qua một tia cười. Hôm nay cừu hận của ta vậy mà góp một khối, xem ra không liều mạng không được. Chết, Đường Nghiêu lạnh lùng phun ra một chữ, lách mình đánh tới Tiêu Phàm, xuất thủ vô cùng tấn mãnh, không có mảy may lưu tình. Tiểu Lang, Tiểu Kim, các ngươi thay ta để ý trận là được. Nhìn thấy Phong Lang cùng Tiểu Kim chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lách mình liền hướng đi lên. Nộ hải bào hao, Đường Nghiêu đi tới gần Tiêu Phàm, tay phải hóa quyền, một quyền tác dụng trên không, quyền kình cường đại chấn động đến hư không giống như một trận như nước tràn ngập. Tam trọng quyền thế, Tiêu Phàm không dám khinh thường, tuyết nguyệt thập tam kiếm liên tục phung ra, nhiệt độ trên không đột nhiên hạ thấp, vô số bông tuyết bay phiêu diêu. Ba 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 kiếm thế cùng quyền thế giao phong tại hư không, không gian có chút bất ổn. Từng đạo gợn sóng chân áp mở ra, gió bão cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Mặt đất cát bay đá chạy, hỏa vân thạch trải thành gạch tất cả đều bị tung bay, sau đó bị kiếm khí cùng quyền thế đánh vỡ.
thật mạnh, Đường Nghiêu không hổ là học viên địa cát, giơ tay nhấc chân đều có phong cách vương giả, lần này người kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Đám người vô cùng kinh hãi. Huyết sát, Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, thân pháp nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt cách ra hơn 3-40 mét, quỷ dị xuất hiện ở phía sau Đường Nghiêu, một đạo huyết kiếm bạo chạm xuống. Tới nay đã lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, uy lực huyết sát lại tăng mấy lần, cùng lúc đó, mặt đất thi thể Tần gia hơi hơi rung động một cái. Huyết mang vô tận kia bị một kiếm huyết sát hấp thu, uy lực lần nữa tăng mạnh mấy phần. Tam trọng kiếm thế, quả nhiên có chút thực lực, đáng tiếc. Đường Nghiêu cười lạnh, thân hình rung động, trực tiếp nghênh đón huyết sát, hắn nắm đấm oanh kích lấy hư không, đánh trong hư không phát ra một trận thanh âm thùng thùng, như là trống trận vang lên. Hư thực tương dung, tứ trọng quyền thế. Y Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hư thực tương dung, tứ trọng quyền thế, đây chính là tuyệt thế chiến vương đi. Trong trí nhớ hắn, người lĩnh ngộ tứ trọng thế đều không nhiều hơn một bàn tay, Đường Nghiêu làm sao có thể lĩnh ngộ. Không đúng, không phải tứ trọng thế, mà là vừa bước một bước vào chiến hoàng cảnh, lĩnh ngộ một loại quyền ý. Y Vân trong nháy mắt hiểu rõ, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà trên không trung Tần Đao nhìn xuống theo dõi hắn. Một khi hắn xuất thủ, Tần Đao khẳng định cũng sẽ ngăn lại hắn. Thùng thùng, tiếng bên tai rung động không dứt, mỗi một kích đều rất tùy ý, nhưng đều rất giống đánh vào trên người Tiêu Phàm, lục phủ ngũ tạng rung động không thôi, thiếu chút nữa thì bị chấn vỡ. Một kiếm huyết sát liên tiếp phá ra, cuối cùng giải thể tại hư không, hóa thành kiếm khí tiêu tán trong hư không im ắng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm sử dụng kiếm này bị người ngăn trở, không có hiệu quả gì. Tiêu Phàm liên tục chấp động, tránh né quyền thế công kích kia. Nhưng mà công kích tứ trọng quyền thế vô cùng quỷ dị, dù là gặp nhau trước hơn 100 mét, cũng ngăn cản không nổi. Hơn nữa, tốc độ của hắn tại trước mặt Đường Nghiêu cũng không chiếm ưu thế. Quyền oanh thiên hạ, trên người áo bào bay phất phới, Đường Nghiêu một quyền thuận thế đánh ra, Tiêu Phàm liên tục vung ra vài kiếm nhưng kiếm quang căn bản không tới gần được bên người Đường Nghiêu. Mỗi lần tới gần Đường Nghiêu khoảng cách không đến 3 thước, trong nháy mắt lại vỡ vụn thành ngàn vạn khối, như là quang vũ, bắn ngược quay về, xông thẳng hướng Tiêu Phàm. Phiêu miểu thần tung bộ thi triển đến cực hạn, thế nhưng những quang vũ này quá nhiều, căn bản không có khả năng hoàn toàn tránh thoát, trên thân thể hắn, trên bờ vai trên đùi, đều bị vô số điểm sáng quẹt vào, tơ máu bay vụt. Đường Nghiêu sư huynh quả nhiên lợi hại, đánh hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Học viên chiến hồn học viện cười to nói. Không hổ là người sắp đột phá chiến hoàng cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ tam trọng quyền thế, cho dù chiến hoàng sơ kỳ cũng có thể đánh một trận. Đoán chừng là hắn không muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, bằng không đã sớm làm thế. Đám người cũng bị thực lực Đường Nghiêu làm chấn kinh. Sắc mặt Phong Lang và Tiểu Kim rét run, lách mình hướng về không trung bay đi, có điều 3 người đi theo Đường Nghiêu mà đến trong nháy mắt khẽ động, ngăn lại đường đi 2 người. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm, mãnh liệt hướng về 3 người. Súc sinh, người tự tìm cái chết, một người trong đó gầm thét, đưa tay chính là một kiếm, một đạo thần hồng xông thẳng phía Tiểu Kim, tam trọng kiếm thế triển lộ không bỏ sót. Người có thể tiến vào địa các, thực lực làm sao có thể yếu đây? Chỉ là hắn vẫn khinh thường hỏa diễm bá đạo của Tiểu Kim. Thời khắc kiếm cầu vòng kia chạm đến hỏa diễm đột nhiên tiêu tán, khí thế hỏa diễm không giảm, trong nháy mắt nhuộn cả áo bào hắn. Một thân chiến bào bị cháy hết, chỉ còn lại một thân thể trần trụi mà cháy đen. Tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Người kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần nữa lấy ra một chiến bào khác mặc ở trên người, thân hình hướng về Tiểu Kim đánh tới. Một nơi khác, Phong Lang độc chiến 2 đại học viên địa các, ngấm ngầm còn chiếm thượng phong. Có thể thắng liên tiếp 91 trận tại đấu trường sinh tử, đây chính là thực lực. Chiến kỹ của hắn không có điều lệ cố định, mỗi một chiêu đều nhằm thẳng vào điểm yếu, từng bước sát cơ. Lâm Tiêu phía dưới sắc mặt co lại, bản thân mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn tính mạng Tiêu Phàm, chỉ bằng hắn với mấy người hắn mang theo cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của 3 người Tiêu Phàm. Trong lòng hắn có chút may mắn, vẫn may Đường Nghiêu tới kịp thời. Bằng không bản thân thật đã nguy hiểm tính mạng. Trên không trung, toàn thân Tiêu Phàm bị kiếm vũ xuyên thủng, tơ máu vẩy ra, có điều con người hắn lại thanh minh vô cùng,
chỉ có từng ấy thực lực sao? Vậy ngươi có thể chết rồi. Đường Nghiêu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hồn lực lam sắc gầm thét, hư không ngưng tụ một quyền to lớn. Đồng thời đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một chùy lam sắc hỏa diễm to lớn thiêu đốt lên, một cỗ khí tức bá đạo, cuồng mãnh tản ra, đến hư không cũng rung động một cái. Thất phẩm chiến hồn, cuồng viêm chùy. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, khó trách người này quyền thế hung mãnh như vậy, hóa ra chiến hồn hắn là một cái chùy. Cảm thụ được khí thế quyền cương của Đường Nghiêu, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, trong đầu nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, Hồng Trần Sát cùng Hồng Trần Tiếu hai đại tuyệt chiêu này cố nhiên có thể chiến một trận. Nhưng mà hắn từng sử dụng qua tại sinh tử đấu trường, rất dễ dàng bị người khác nhìn ra. Như thế, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu liều mạng này. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Quyền phá sơn hà, quyền cương cuồng mãnh nhanh như lưu tinh, nắm đấm lớn kia như sơn nhạc, thiêu đốt lên hỏa diễm cuồn cuộn, giống như một hòn thiên thạch trấn áp hướng về Tiêu Phàm. Một khi bị đánh trúng, Tiêu Phàm chắc chắn bị nện thành thịt nát, một kích này cho dù đến cường giả chiến hoàng cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc dám đối kháng. Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, toàn thân tràn ngập sương mù màu máu cuồn cuộn, cả người tựa như biến thành huyết nhân. Sát khí ngưng tụ, dường như đạt tới mức cực hạn. Vô tận sát lục. Vô tận sát lục, theo Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, Tu La kiếm vũ động, ngàn vạn kiếm khí bắn ra xé rách hư không tạo ra từng đạo huyết quang hừng hực, xương máu lượn lờ, giống như một mảnh Tu La chiến trường. Hư không tràn ngập vô số kiếm khí màu đỏ, đám người phảng phất nghe được từng đợt tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều tu sĩ toàn thân nổi da gà, cảm giác rùng mình. Một loại hàn ý thấu xương tràn ngập trái tim mỗi người. Ầm ầm ầm, trong hư không truyền đến từng đợt tiếng kiếm rít, huyết châu tại hư không tung tóe. Không trung hoàn toàn bị huyết sắc kiếm hải bao phủ, đám người chỉ có thể nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đây là thanh âm Đường Nghiêu, tu sĩ kinh khủng không thôi, đây chính là nửa bước chiến hoàng, lĩnh ngộ tam trọng quyền thế phong vương chiến vương. Đường Nghiêu lại bị Tiêu Phàm giết chu lên không thôi. Vừa rồi không phải Tiêu Phàm bị Đường Nghiêu đè lên đánh à, làm sao trong nháy mắt lại ngược lại. Nắm đấm lam sắc hỏa diễm bị huyết sắc kiếm khí xé nát trong nháy mắt, rồi bị U Linh chiến hồn thôn phệ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Đường Nghiêu kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay đứng chắp tay, áo bào phá toái không ít. Sợi tóc trong không trung phất phới, vô tận kiếm khí vờn quanh thân. Năm đó hắn chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, dựa vào một kích này đều có thể chấn thương chiến vương cảnh Hoàng Trùng Tiêu, bây giờ cùng thực lực Đường Nghiêu chênh lệch hai tiểu cảnh giới, hơn nữa hắn cũng đã lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế. Lại thêm độ tinh thuần hồn lực hắn thuộc về chiến hoàng cảnh, nếu như không thể chém giết Đường Nghiêu, Tiêu Phàm cũng không cần phải tu luyện nữa. Trong mắt Đường Nghiêu tràn ngập vẻ không cam lòng. Nhưng kiếm khí kia không có chút lưu tình nào, không ngừng cắt thân thể hắn, sau mấy tức, Đường Nghiêu hoàn toàn biến mất. Gần như đồng thời, ngàn vạn kiếm khí biến mất, thân hình Tiêu Phàm hiển lộ ra. Bộ dáng hắn có chút chật vật nhưng lưng thẳng tắp, giống như thanh tùng vạn cổ, đứng ngạo nghễ trong hư không. Chiến hoàng cảnh đều chưa từng khiến hắn khom lưng, huống chi là một phong vương chiến vương. Đây là chiến kỹ gì? Y Vân trong đầu vẫn hồi tưởng đến một màn vừa rồi kia. Cái này quá khủng bố rồi, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đây chính là thực lực chân chính của Tiêu Phàm sao? Đường Nghiêu chết, đám người hít một hơi lạnh, hiện trường câm như hến, ba học viên địa các đi theo Đường Nghiêu đến cũng lộ vẻ hoảng sợ. Thực lực Đường Nghiêu còn trên bọn hắn đó, Đường Nghiêu chết, bọn hắn đâu thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm. Ngươi giết Đường sư huynh, Vương Đạo Minh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, địa các cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người trong đó quát ầm lên. Hô, nghênh đón hắn chỉ có một kiếm của Tiêu Phàm. Trên đời này chiến lực phi tôn, hắn mạnh hơn Đường Nghiêu thì hắn sống, nếu như hắn so với Đường Nghiêu yếu hơn thì người chết chính là hắn. Chiến hồn học viện sẽ đối đãi hắn như thế nào thì hắn không biết, nhưng có một chút hắn biết rõ, lấy thực lực hắn gia nhập chiến hồn học viện, tuyệt đối sẽ không bị cao tầng chiến hồn học viện bài xích, thậm chí còn khả năng xem như hạch tâm học viên đến bồi dưỡng. Về phần Vương Đạo Minh, Tiêu Phàm còn không có nghĩ nhiều như vậy, đó là sự tình sau khi gia nhập chiến hồn học viện. Hỗn trướng,
Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm bá đạo như thế, vậy mà căn bản không đem uy hiếp của họ để trong lòng. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm khẽ nói, Tu La kiếm rung động, kiếm khí màu đỏ lấp lóe, hư không dày đặc vô số kiếm khí, khí thế Tiêu Phàm đang không ngừng tăng lên, ẩn ẩn có loại cảm giác muốn đột phá. Vâng, công tử, Phong Lang gật đầu, sát khí cuồn cuộn bắn ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc đoản kiếm, chính là Tiên Thiên kiếm thai. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời kêu gần như phát cuồng, hỏa diễm cuồn cuộn trực tiếp đem một người vây ở trong, móng vuốt lăng lệ lóe ra hàn mang. Chết, cũng đúng lúc này, Tần Đao nhịn không được xuất thủ, thừa cơ nhào về phía sau Tiêu Phàm, một chưởng phẫn nộ đánh ra. Chiến hoàng cảnh đánh lén một chiến vương cảnh còn không phải sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên, cuối chân trời một vệt sáng xông thẳng tới, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền đi tới bên cạnh Tần Đao. Ai, Tần Đao vội vàng xoay người, trưởng cương nghênh lên, hắn lúc này mới thấy rõ đó là một mũi tên. Trưởng cương đập vào bên trên mũi tên nổ tung. Gần như đồng thời sau lưng hắn truyền đến một tiếng hét thảm, Tiêu Phàm đã chém giết một người khác. A, lại là một thanh âm như tiếng giết heo vang lên, kiếm trong tay Phong Lang trực tiếp từ trên cổ người kia quét qua, nhất kiếm phong hầu. Người cùng Tiểu Kim đối chiến là thảm nhất, toàn thân bị đốt thành than đen, cái gì cũng đều không lưu lại. Tiêu huynh, ta tới không muộn chứ? Một đạo tử sắc lưu quang từ đằng xa gào thét tới. Tử điện điêu cực lớn đứng ở trước người bọn Tiêu Phàm. Thất giai hồn thú tử điện điêu, đám người lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhiều người nằm mộng cũng muốn có để làm tọa kỵ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở chỗ này lại có thể nhìn thấy. Không ít người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đạo thân ảnh trên bóng lưng tử điện điêu, đó là một thiếu niên thanh tú tuấn lãng tầm 17-18 tuổi. Hắn vác trên lưng một cây trường cung màu vàng và một cái ống tên, treo chếch sau lưng. Quan huynh, đến đúng lúc. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, người tới chính là quan tiểu thất chân đạp tử điện điêu, ra sân cũng thực hấp dẫn ánh mắt người xem nha. Tiêu Phàm cảm kích nhìn quan tiểu thất, tên gia hỏa này thực sự là kỳ binh, nếu như không có hắn, bản thân có khả năng đã bị Tần Đao đánh lén. Sắc mặt Tần Đao lập tức âm trầm, cũng không phải bởi vì thực lực quan tiểu thất, mà là vì thất giai tử điện điêu khiến hắn kiêng kỵ. Cảm ơn người đưa ta tới. Ngươi trở về trước đi. Quan tiểu thất nhảy xuống bên người Tiêu Phàm, hướng về phía tử điện điêu khoát tay một cái nói. Cứu, tử điện điêu một tiếng kêu to, tựa như tia chớp trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ánh mắt Tần Đao sáng lên, lập tức lần nữa hướng Tiêu Phàm đi đến. Không có tử điện điêu uy hiếp, chỉ mấy chiến vương cảnh lại làm được gì đây? Tần Đao, Y Vân lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, còn người băng lãnh nhìn Tần Đao. Trước đó Y Vân vẫn chỉ là coi Tiêu Phàm là một luyện dược sư lợi hại để đối đãi, nhưng hiện tại Y Vân đã quyết định muốn bảo vệ Tiêu Phàm. Lấy chiến vương cảnh trung kỳ có thể chém giết phong vương chiến vương, đây quả thực được xưng tụng kinh diễm, nếu như Tiêu Phàm có thể trưởng thành tuyệt đối cường hãn vô cùng. Người như vậy đáng giá kết giao. Dù sao, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm càng tốt hơn. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Tần Đao lạnh giọng nói, căn bản không đem Y Vân để ở trong mắt. Trước đó hắn trả lại Y Vân một chút mặt mũi nhưng thấy thực lực Tiêu Phàm, nội tâm hắn có một thanh âm nói cho hắn biết, Tiêu Phàm nhất định phải chết. Nếu như Tiêu Phàm trưởng thành, tuyệt đối là đối thủ đáng gờm của Tần gia bọn hắn. Tam gia, người tránh ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói, gặp Y Vân do dự, lại nói, yên tâm, hắn vẫn không giết được ta. Ngươi, Y Vân kinh ngạc. Từ trong mắt Tiêu Phàm chỉ nhìn thấy sự tự tin, chẳng lẽ vừa rồi còn không phải thực lực chân chính của Tiêu Phàm? Tin tưởng ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Y Vân bất đắc dĩ đành phải hướng mặt đất rơi đi. Tần Đao lập tức cười, giết không chết ngươi, hôm nay ta để ngươi thấy rõ chiến vương cùng chiến hoàng chênh lệch như thế nào. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta giết chiến hoàng, như thế nào? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, cười cực kỳ tùy tiện. Đang có ý này, ta cũng muốn thử xem. Giống, Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim ba người chậm rãi tiến lên đi đến bên người Tiêu Phàm, bốn người song song mà đứng, lạnh lùng nhìn Tần Đao. Gạch nối, khiêu chiến chiến hoàng, đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc,
Tiêu Phàm này ăn tim gấu gan báo cũng dám đối chiến hoàng cảnh, đây không phải muốn chết. Trừ phi tuyệt thế chiến vương, những người khác sao có thể là đối thủ của Tần Đao? Tần Đao là chiến hoàng trung kỳ, bốn người Tiêu Phàm bọn hắn thực sự là đối thủ sao? Trong lòng Y Vân cũng có chút lẩm bẩm. Phong Lang cùng Tiểu Kim hai người có lẽ có thể cùng chiến hoàng sơ kỳ chiến một trận. Nhưng Tiêu Phàm cùng thiếu niên kia chỉ là chiến vương trung kỳ và hậu kỳ, hai người cùng Tần Đao chênh lệch một đại cảnh giới, ba bốn tiểu cảnh giới. Sâu kiến chính là sâu kiến, ánh sáng đom đóm cũng có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Tần Đao cười gần nói, trong lòng hắn lại không dám khinh thường. Bốn người bọn Tiêu Phàm phát ra khí thế khiến hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Kiến càng cũng có thể lay đại thụ, đom đóm cũng có thể tỏa sáng, ta sẽ để cho ngươi thấy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mở tay trái, đồ lục nắm trong tay. Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn qua thập phần quái dị, nhưng giờ phút này không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Bắt đầu đi. Sắc mặt Tiêu Phàm nghiêm lại liền biến mất tại chỗ. Huyết la, huyết sát, hai tấm lụa tại hư không vẽ ra, khí tức cuồng bạo, khắc nghiệt tràn ngập toàn trường. Kiếm thế, đao thế phát huy cực hạn, chỉ thấy đao kiếm quang mang chiếu rọi lẫn nhau, khí thế cả hai đang không ngừng tăng lên. Cuồng bá thiên hạ, Tần Đao cười lạnh, trong tay một chuôi loan đao lăng không chém một cái, khí thế tăng lên, một đạo đao cương hung mãnh ngưng tụ thành hình, dài đến 10 trượng, lăng lệ tuyệt thế. Xung quanh đao cương sinh ra một cỗ khí lưu quỷ dị, thời khắc ở gần Tiêu Phàm, đột nhiên hướng tản ra bốn phía sinh ra vô số lưỡi đao. Cũng đúng lúc này Phong Lang động, lật tay nắm lấy tiên thiên kiếm thai đi tới sau lưng Tần Đao, khí thế hung mãnh phát ra. Tiên thiên kiếm thai lóe ra hàn quang, một vòng huyết sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Muốn chết, Tần Đao gầm thét, trở tay một chưởng đẩy ra, cùng tiên thiên kiếm thai đâm vào cùng một chỗ. Lòng bàn tay hắn bị tiên thiên kiếm thai vạch một cái, máu tươi chảy ra. Đây chính là tiên thiên kiếm thai, quả nhiên là đồ tốt, trong mắt Tần Đao lóe lên một tia tham lam nồng đậm. Hắn đánh trả tùy ý một kích huy lực siêu việt lục phẩm chiến kỹ, lại bị tiên thiên kiếm thai phá vỡ. Ai nhìn thấy dạng đồ tốt này đều sẽ nổi lên lòng tham lam. Siêu, nhưng mà đang lúc hắn thất thần, một đạo hỏa diễm lưu quang từ đằng xa gào thét đến. Tốc độ nhanh chóng siêu việt cực hạn chiến vương, cơ hồ lấy gấp bội vận tốc âm thanh đánh tới. Ầm ầm ầm, Tần Đao không hổ là chiến hoàng cường giả, phản ứng cực nhanh, lấy tay liền tóm lấy đạo hỏa diễm quang mang kia. Nhưng khi hắn đụng đến hỏa diễm lưu quang đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo lợi nhận phóng tới tứ phương, cánh tay hắn kém chút bị xé nát. Nơi xa, Quan Tiểu Thất cười ha hả nhìn Tần Đao, tựa như âm mưu đã đạt được. Thằng danh con, ta làm thịt ngươi trước, Tần Đao hét lên giận dữ, hắn thấy trong bốn người kia, Quan Tiểu Thất là nguy hiểm nhất. Tiểu tử này căn bản không tấn công chính diện mà tại nơi xa bắn lén. Bên trong tên bắn lén còn giấu giếm cơ quan, nguy hiểm hung ác. Vô tận chi kiếm, Tiêu Phàm công kích đến, một đạo kiếm khí màu vàng óng tản mát ra vô cùng khí thế. Vô tận chi kiếm một mực trưởng thành, bây giờ Tiêu Phàm khống chế kiếm chiêu hòa hợp cùng chiến kỹ. Đã nắm giữ uy năng lục phẩm chiến kỹ. Ngay sau đó, hỏa diễm cuồn cuộn tới, bên trong hỏa diễm còn bí mật mang theo một tia hàn khí. Thủy hỏa vốn bất tương dung, thời khắc hai cỗ khí thế tới gần Tần Đao đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Một đóa mây hình nấm màu xám phóng lên tận trời, không gian chấn động, phía dưới không ít kiến trúc kém chút bị sụp đổ. Thấy cảnh này, đám người phía dưới sớm đã trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vốn cho là cái này chỉ có một bên đồ sát, nào sẽ nghĩ đến bốn người Tiêu Phàm lại còn ở vào thế thượng phong. A Tần Đao thét dài, áo bào vỡ vụn, toàn thân máu me đầm đìa, hận không thể đem bốn người Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Giống, một tiếng gầm thét ngập trời truyền ra, chỉ thấy đỉnh đầu Tần Đao hiển hiện một đầu cự hổ dài hơn 10 mét, cao 5-6 mét. Chỉ vừa hô, bốn phía không gian liền mãnh liệt rung rung. Cự hổ toàn thân tuyết bạch, một ánh mắt màu đỏ tươi vô cùng như bảo ngọc chiếu lấp lánh. Thất phẩm chiến hồn, huyết ngọc bạch hổ. Mấy người Tiêu Phàm hơi trầm xuống một cái. Sau một khắc, đỉnh đầu Tiêu Phàm cũng đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc hư ảnh, u linh chiến hồn hiển hiện. Phong Lang cùng Tiểu Kim hai người cũng chuẩn bị động tác, lại bị ánh mắt Tiêu Phàm ngăn lại. Phong Lang chiến hồn một khi hiển lộ,
rất có thể bị người sinh tử đấu trường biết rõ. Tiểu kim một khi biến thân, người khác nhất định sẽ nhìn thấu thân phận nó. Lấy năng lực Tiêu Phàm còn không đủ để bảo hộ một đầu hoàng kim thánh sư. Ngược lại là quan tiểu thất nơi xa, đỉnh đầu hắn lại hiển hiện một chương trường cung to lớn. Trường cung toàn thân kim quang lóng lánh như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa, trường cung kéo căng, xa xa nhìn lại giống như một vòng húc nhật, đâm vào mắt người không mở ra được. Cửu phẩm chiến hồn, trục nhật cung. Đám người nhìn thấy trường cung liền hít vào ngụm khí lạnh. Cửu phẩm chiến hồn đấy, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng không có mấy cái đâu, tiểu tử này vậy mà nắm giữ cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung. Tần Đao cũng nhìn một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn ngược lại là không sợ chiến hồn quan tiểu thất, mà là sợ thế lực sau lưng quan tiểu thất. Một người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn lại có thể lấy thất giai hồn thú làm vật để cưỡi thì làm sao có thể đơn giản được. Cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung xuất hiện, một đạo thân ảnh đi ra đại điện Ly Hỏa Đế Đô, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về nơi này. Sau một khắc, đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về Vân Lai khách sạn bay tới. Lại đến, tất cả những thứ này Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không rõ ràng. Quan tiểu thất cười lớn một tiếng, lần nữa đem trường cung kéo căng, chiến hồn trục nhật cung đỉnh đầu hắn tản mát ra lực lượng bàng bạc, rót vào thân thể hắn. Siêu siêu siêu, ba mũi tên tề phát, thế như thiểm điện, nhanh như bôn lôi, trong nháy mắt đi tới trước người Tần Đao. Hừ, Tần Đao hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào mi tâm huyết ngọc bạch hổ. Ngay sau đó, huyết ngọc bạch hổ nâng móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, ba đạo tiễn mang liền bị tung bay. Cuối cùng lại giết ngươi, Tần Đao từ bỏ dự định chém giết quan tiểu thất, tiểu tử này mặc dù khó chơi, nhưng hắn không dám giết. Tần Đao bỗng nhiên quay người, con người băng lãnh nhìn về phía Tiêu Phàm. Trước mặt huyết ngọc bạch hổ, Tiêu Phàm cảm giác được bản thân nhỏ bé vô cùng. Vẻn vẹn chỉ phát ra khí thế, đã để Tiêu Phàm lạnh cả người. Tiểu tử, hiện tại các ngươi minh bạch chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh chênh lệch như thế nào rồi chứ? Chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, một bàn tay ta liền có thể chụp chết các ngươi. Tần Đao cất tiếng cười to. Huyết ngọc bạch hổ móng vuốt to lớn hướng Tiêu Phàm vỗ tới. Hư không hô hô vang lên, mang theo một cỗ kình phong cuồng bạo đánh tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từng kiếm một phung ra, đủ loại chiến kỹ bất tận. Nhưng mà căn bản không phá nổi công kích móng vuốt kia. Quan tiểu thất, Phong Lang cùng tiểu kim đồng thời xuất thủ, từ bốn phương tám hướng công kích huyết ngọc bạch hổ. Ha ha, vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Tần Đao mặt lộ vẻ dữ tợn, móng vuốt huyết ngọc bạch hổ bỗng nhiên vung xuống, tốc độ nhanh vô cùng, một kích này tuyệt đối sẽ đem Tiêu Phàm đánh thành thịt nát. Gạch nối, công tử, Tiêu huynh, Phong Lang. Quan tiểu thất cùng tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một kích kia Tiêu Phàm tuyệt đối trốn không được. Sắc mặt Y Vân cũng ngưng trọng tới cực điểm, lòng tin của hắn đối với Tiêu Phàm đã bị một kích này đánh tan hoàn toàn. Vô tận sát lục, một tiếng gào thét vang lên, huyết kiếm dày đặc xông lên trời. Móng vuốt huyết ngọc bạch hổ bị kiếm khí kia xé rách, đám người chỉ thấy một bóng người nghịch thiên mà lên. Từ móng vuốt huyết ngọc bạch hổ xông vào trong thân thể huyết ngọc bạch hổ, vô số kiếm khí tung hoành tứ phương, rảo sát lấy hồn lực huyết ngọc bạch hổ. Cái này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, nhân hồn hợp thể lại bị một chiến vương cảnh một kiếm bổ ra. Tần Đao cũng lộ ra vẻ kinh hãi, điều này căn bản không có khả năng. Không đúng, ngươi vừa mới dùng chiến kỹ gì, một trưởng kia là cái gì? Còn người Tần Đao co rụt lại. Trong nháy mắt phát hiện vấn đề trước đó không đúng. Hắn gặp qua Tiêu Phàm thi triển vô tận sát lục, Đường Nghiêu chính là chết dưới một kiếm kia. Nhưng làm vô số huyết sắc kiếm khí tới gần, Tiêu Phàm lại ra một trường. Không phải vô tận sát lục phá vỡ phòng ngự huyết ngọc bạch hổ, mà là bị một trường quỷ dị kia phá vỡ. A, Tiêu Phàm cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tần Đao, đó là toái hồn trường. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ là ôm tâm tính thử xem, không nghĩ tới thực thành công. Toái hồn trưởng nhất định chính là khắc tinh của chiến hồn. Dù sao toái hồn trưởng là không trọn vẹn, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong, cho nên một mực không có đem toái hồn trưởng để ở trong lòng. Cho tới nay, Tiêu Phàm chỉ có thời điểm năm đó đối chiến Tôn Tuyệt sử dụng qua chiến kỹ này,
về sau rốt cuộc cũng không có sử dụng nữa. Hắn không nghĩ đến tại thời điểm này lại có tác dụng. Tiêu Phàm biết người năm đó tu luyện toái hồn trưởng chính là bị các đại thế lực chiến hồn đại lục tru sát. Nếu như bị những người khác biết rõ Tiêu Phàm học toái hồn trưởng, kết cục cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hồng trần sát, cuồng huyết, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong tay đao kiếm rung động, huyết sắc đao hà trùng thiên. Bên trong đao hà có một đạo ánh sáng màu bạc, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Oanh, tiếng gầm trùng thiên, huyết ngọc bạch hổ bỗng nhiên rung rung. Từng đạo hồn lực gợn sóng hướng về bốn phía bập bềnh đi. Đồng thời U Linh chiến hồn điên cuồng thôn phệ những hồn lực bị đánh tan kia. Bên ngoài Tiêu Phàm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, chính là vô tận chiến hồn. Mặc dù hắn không dám hoàn toàn điều động lực lượng vô tận chiến hồn, đem nó triệu hoán ra, nhưng ẩn tàng một cái vẫn là có thể. Hỗn trướng, hỏa long chảm, tần đao gầm thét, hắn cảm giác được một tia không thích hợp. Vội vàng triệu hồi chiến hồn huyết ngọc bạch hổ. Mới vừa rồi bị Tiêu Phàm hai lần công kích, huyết ngọc bạch hổ đã bị thương nhẹ. Đao khí hóa thành hàng dài, tần đao toàn thân điều động hồn lực, hướng Tiêu Phàm vung ra một đao đáng sợ. Truy phong, quỷ ảnh, tần đao vừa mới thu hồi chiến hồn, cái này vừa vặn cho quan tiểu thất, phong lang cùng tiểu kim cơ hội, ba người liên tục xuất thủ. Phốc, đầu vai tần đao máu tươi đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Hắn quay đầu hung dữ nhìn quan tiểu thất, vừa rồi chính là bị tên bắn nhanh như gió của quan tiểu thất, truy phong. Mũi tên kia quá nhanh như cuồng phong, căn bản bắt không kịp khiến hắn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Về phần công kích của phong lang cùng tiểu kim, lại là không có gây ra chút tổn thương nào, vẻn vẹn chỉ khiến tần đao trần chờ một cái trong nháy mắt. Bất quá, một sát na này lại cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc, chân hắn dẫm thế vân tung. Trong nháy mắt rời khỏi đao cương phía dưới của tần đao. Tần đao khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, đường đường chiến hoàng trung kỳ lại bị một tiểu tử chiến vương cảnh chơi đùa. Hắn đã nhận định, trước diệt Tiêu Phàm, dù là lấy thương đổi thương cũng sẽ không tiếc. Nếu cùng huyết ngọc bạch hổ hòa làm một thể không làm gì được Tiêu Phàm, vậy liền điều động lực lượng huyết ngọc bạch hổ sẽ như thế nào? Xem ra ngươi thật không có nhớ lâu. Tiêu Phàm nhe răng cười, hắn hiện tại ước gì tần đao triệu hồi ra huyết ngọc bạch hổ chiến hồn, đây đối với U Linh chiến hồn mà nói là thuốc bổ tốt nhất. Khiếu nhật trảm, tần đao không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm, tên gia hỏa này quá quỷ dị, đao mang sáng chói đâm vào đám người có chút không mở được hai mắt, hư không phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Đao mang sáng chói lăng không chém xuống, xông thẳng trước người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân thể khỏe mạnh dường như bị giam cầm. Âm ba đao ý, con người đám người Tiêu Phàm co rụt lại, nhao nhao hướng bốn phía chạy trốn. Có không ít người lăn lộn trên mặt đất, loại sóng âm này công kích cực kỳ bá đạo. Công tử cẩn thận, cũng đúng lúc này, Phong Lang, Tiểu Kim trong nháy mắt ngăn khuất trước người Tiêu Phàm. Bỏ đi, Tiêu Phàm kêu to, một kích này là một kích mạnh nhất của tần đao, hiện tại hai người chưa chắc có thể chống đỡ được. Oanh, cuồng bạo đao hà nghiêng xuống. Đao mang bao phủ hoàn toàn Phong Lang cùng Tiểu Kim, hai đạo lưu quang từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Toái thạch vẩy ra, bụi bặm nổi lên bốn phía, trên đường cái một tòa kiến trúc bị sụp đổ. Khụ khụ, lúc bụi bặm tán đi, thân hình Phong Lang cùng Tiểu Kim hiển lộ ra, hai người máu me khắp người, cơ hồ không thể động đậy. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn, sát tâm hắn nổi lên, ngoại thân đốt cháy kim sắc khí diễm. Phẫn nộ, yên tâm, ngươi là người kế tiếp, đến lúc đó ta sẽ để các ngươi cùng chết. Tần đao nhe răng cười, trên người hắn máu me khắp người, nhưng hắn chỉ muốn giết chết bọn Tiêu Phàm nên căn bản không để ý nhiều như vậy. Tàn diễm, một chi kim sắc hỏa diễm kiếm ảnh từ đằng xa kích xạ mà tới, thân hình tần đao lóe lên, vừa lúc tránh thoát một kiếp. Ngay sau đó, chân hắn giẫm bộ pháp quỷ dị, cấp tốc hướng về quan tiểu thất phóng đi. Quan tiểu thất sầm mặt lại, ra tốc lùi ra phía sau, mũi tên trong tay một cái bắn ra. Nhưng mà, căn bản đến góc áo tần đao đều không đụng tới được, không có người ngăn chặn tần đao, tốc độ tự nhiên nhanh đến cực hạn. Khiếu nhật trảm, tần đao lại một đao chém xuống, quan tiểu thất biến sắc, thi triển cực nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy, thân thể hóa thành một trận gió. Tam trọng phong thế cũng phải chết. Tần đao giữ tợn cười một tiếng, hắn trong lòng thống khoái vô cùng,
căn bản không còn cố kỵ thân phận quan tiểu thất nữa. Huyết sát, hồng trần sát, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người quan tiểu thất, một đao một kiếm nghịch thiên mà lên. Thế nhưng dưới một đao kia vẫn như cũ lộ ra thập phần nhỏ yếu, đao cương kiếm khí bị đánh sơ xác. Hai người bị một cỗ đại lực hất bay, trong miệng không ngừng ho ra máu, hung hăng đập xuống đất, làm vỡ nát vô số kiến trúc. Cũng may thời khắc mấu chốt Tiêu Phàm dùng đồ lục đao cùng tu la kiếm ngăn khuất trước người, bằng không quan tiểu thất có khả năng trực tiếp bị chém ngang lưng. Tần đao đứng lơ lửng trên không, nhìn mấy người trong phế tích, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh chênh lệch, các ngươi có hiểu không? Khụ khụ, lúc này, một đạo thân ảnh lung la lung lay từ trong phế tích đứng dậy. Hắn toàn thân y phục phá toái, máu me khắp người, huyết nhục chảy ra, mấy chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Tần đao sầm mặt lại, đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Thiếu niên này vậy mà còn có thể đứng lên, bọn hắn đều đã không còn chiến lực, nhìn ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Tần đao cười lạnh, đạp chân xuống như tiễn rời dây cung hướng Tiêu Phàm đánh giết đến. Đao ý sao, quả nhiên đáng sợ, vậy mà để cho đao của ta đều có chút run rẩy. Bằng vào thực lực hiện tại, cho dù thi triển vô tận sát lục cũng không làm gì được hắn. Mặc dù tu la kiếm không thể hiển lộ trước người, nhưng đồ lục đao có thể, vừa vặn nhờ vào đó nếm thử một chút tu la tam kiếm, đệ nhị kiếm. Tiêu Phàm lau máu tươi nơi khóe miệng. Nguyên bản một đao kia chuẩn bị đột phá chiến hoàng cảnh mới thi triển ra, xem ra để ngươi chiếm tiện nghi rồi. Tiêu Phàm lần nữa xuất thủ, toàn thân chiến ý tiêu thăng, khí thế của hắn đã nhảy tới cực điểm. Đệ nhị kiếm, đồ lục, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, đồ lục đao chuyển động sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Bốn phía vòng xoáy nổ bắn ra từng đạo huyết sắc lợi nhận. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bao phủ mấy trăm trượng xung quanh, đem tần đao bao phủ vào. Chuyện gì xảy ra, trên mặt tần đao lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện thân thể hoàn toàn bị giam cầm bị từng đạo lợi nhận cắt đứt. Máu tươi vẩy ra hóa thành huyết kiếm, tiếp tục xuyên thủng thân thể hắn. Phốc, một cánh tay bị chém rụng, tần đao phát ra thanh âm tê tâm liệt phế, sau một lát, một cánh tay khác, hai đầu cánh tay, tất cả đều bị xé thành bột mịn. Gạch nối, Tiêu Phàm đi lại có chút phù phiếm, thân thể lung la lung la. Một kích này cơ hồ dành toàn bộ hồn lực của hắn, khí lực cầm đồ lục đao đều không có. Hô, không có hồn lực duy trì, vô tận huyết sắc lợi nhận biến mất, một đạo thân ảnh hiển lộ ra. Từ trên không trung rơi xuống dưới. Lúc đám người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, đó là một bộ dạng không tứ chi, toàn thân máu tươi chảy không ngừng, bạch cốt xâm xâm, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, tiếng hô hấp đều hết sức rõ ràng. Đó là tần đao sao? Bị Tiêu Phàm chém mất tứ chi, là tần đao, có người kinh hô ra, âm thanh có chút phát run. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm không ngừng run rẩy. Đường đường chiến hoàng cảnh trung kỳ, lại bị một chiến vương trung kỳ chém giết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin. Tất cả những thứ này quá mức tưởng tượng, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà bọn hắn biết, đây là thật. Hoa lạp lạp trường đao cùng mặt đất ma sát vang lên, thập phần bén nhọn chói tai, khiến hiện trường nguyên bản tĩnh mịch lộ ra càng thêm yên tĩnh. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm một tay xách ngược lấy đồ lục đao, nện bước trầm trọng, đi từng bước một hướng về phía tần đao. Chỗ hắn đi qua lưu lại từng đạo vệt máu đỏ tươi dưới chân. Giờ khắc này Tiêu Phàm như lung lay sắp đổ, một trận gió đều có thể thổi ngã Tiêu Phàm. Nhưng, ở đây mọi người nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt sợ hãi, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Chiến hoàng trung kỳ đều có thể chém giết, ai biết rõ đây có phải là toàn bộ ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm hay không. Tần đao máu me khắp người, trên người huyết nhục quay cuồng, bạch cốt xâm xâm, nhưng ý chí hắn còn thập phần thanh tỉnh, nhìn Tiêu Phàm đi tới, cừu hận, phẫn nộ tràn ngập ánh mắt. Hắn muốn nói nhưng lại không nói được, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, ngọ nguậy thân thể hướng về phía sau thối lui. Tiêu Phàm chậm rãi đi đến bên người tần đao. Bạch thạch liên tục không ngừng chữa trị thân thể hắn. Nhìn tần đao trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, cười gằn nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, hôm nay, tần gia ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. Phốc,
giơ tay chém xuống, tần đao đầu lăn đi, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh khủng. Tiêu Phàm ý tứ rất rõ ràng, đây là không dự định buông tha Tần gia. Người Tần gia ỷ nhà to thế lớn khi dễ người khác, Tiêu Phàm há không thể sao? Vừa mới dứt lời, thân thể Tiêu Phàm cũng triệt để mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, cơ hồ thoát lực. Đám người yên tĩnh im ắng, không ít người thần sắc hơi trầm xuống nhìn Tiêu Phàm. Lâm Tiêu có chút do dự, Tiêu Phàm hiện tại mất đi chiến lực, đây là cơ hội tốt nhất giết chết Tiêu Phàm. Thế nhưng hắn lại có chút sợ hãi, Phong Vương Chiến Vương cường giả Đường Nghiêu chết, Chiến Hoàng Trung Kỳ Tần Đao chết, hắn chỉ là một Chiến Vương đỉnh phong bình thường sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Hắn bộ dáng này hẳn không phải là gạt người, ta nhất định có thể giết hắn. Lâm Tiêu khẽ cắn môi, cái trán gân xanh ngọ nguậy. Hô, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được, hướng Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn biết rõ, hiện tại nếu như giết không chết Tiêu Phàm, hắn cả một đời về sau cũng không có khả năng là đối thủ của Tiêu Phàm. Lâm Tiêu không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn muốn giết chết Tiêu Phàm vì đệ đệ báo thù. Ngươi dám, Y Vân hét lớn. Bang, nhưng mà một đạo bóng người nhanh hơn từ trong đám người xông ra. Một kiếm nghênh đón, cùng kiếm trong tay Lâm Tiêu đâm vào cùng một chỗ, hư không hỏa tinh tung tóe, phát ra tiếng rít chói tai. Đạo bóng người kia bị đánh bay, trượt ra mặt đất mấy chục mét mới dừng lại. Trần Phong, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại là Trần Phong xuất thủ cứu hắn. Đáng tiếc, Trần Phong chỉ là Chiến Vương trung kỳ, không phải là đối thủ của Lâm Tiêu. Dù sao cũng không phải mỗi người đều là thiên tài, có thể vượt giai chiến đấu như Yêu Nghiệt dĩ nhiên là càng thêm thưa thớt. Lâm Tiêu, người dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Y Vân rốt cục xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, còn người băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nói. Y Tam gia, Y gia người có vẻ như còn không quản được Chiến Hồn Học Viện, hắn giết đệ đệ ta giết hắn có gì không thể. Lâm Tiêu một chút cũng không e ngại, không vì cái gì khác. Liền bởi vì hắn là người Đế Minh. Phía sau Đế Minh là Nam Cung gia tộc Nam Cung Thiên Giật, phóng nhãn đại ly đế triều thực sự là không có mấy người dám cùng Nam Cung Thiên Giật tranh phong, cho dù Y gia cũng không được. Y Tam gia, người tốt nhất thông minh một chút, hắn là người đại đế tử muốn giết, người có thể bảo vệ hắn sao? Lâm Tiêu vừa cười nói. Đại đế tử, Y Vân con người co rụt lại, quay đầu nhìn về phía sau Tiêu Phàm. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Y Vân ở ngoại thành là rất nổi tiếng, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là con em dòng thứ Y gia mà thôi, cùng Y gia dòng chính đệ tử đều không cách nào so sánh, lại thế nào cùng Nam Cung Thiên Giật tranh phong đây? Phải biết, Nam Cung Thiên Giật là đế chủ tương lai đại ly đế triều. Nghĩ vậy, ánh mắt Y Vân phức tạp vô cùng, trong lòng thập phần rầu rĩ, cứu cũng không được, không cứu cũng không được. Y Tam gia, người tránh ra. Thanh âm Tiêu Phàm truyền đến, trong lòng Y Vân run lên, xưng hô Y Tam gia, Tiêu Phàm là cố ý cùng hắn phủi sạch quan hệ. Thật xin lỗi, Tiêu lão đệ. Y Vân cúi đầu, nắm đấm nắm kèn kẹt, mặc dù nói như vậy, nhưng dưới chân lại là nửa bước không cho. Trách ngươi không được, muốn trách thì trách cái thế giới này, huống chi, ta nhất định không chết. Tiêu Phàm cười cười, đối với Y Vân là phát ra cảm kích từ nội tâm. Nếu là một người khác đoán chừng khi Lâm Tiêu nói ra thân phận đại đế tử, đoán chừng một câu đều không nói sẽ lập tức rời đi. Mà Y Vân còn kiên trì, điều này khiến Tiêu Phàm làm sao có thể trách cứ hắn đây. Ngươi còn chưa nhất định chết, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Tiêu cười gằn nói, lại quay người nhìn hướng mấy người phía sau quát, các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, từng đao đến, nhìn hắn có thể kiên trì đến lúc nào. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất giãy giụa từ trong mớ hỗn độn đứng lên, chỉ là ba người căn bản đứng không vững, lại càng không cần phải nói chiến một trận. Tần đao công kích bá đạo, chấn thương kinh mạch đám người, trong lúc nhất thời không có khả năng tiếp tục xuất thủ, nhất định phải ôn dưỡng một thời gian. Ta sẽ chết rất thảm, người chết không nhất định là ta, có lẽ là ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hai tay nắm đổ lục đao, chậm rãi đứng lên. Dù là thụ thương thảm trọng, cũng vẫn ngông nghênh như thương tùng. Hảo cao ngạo, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ, kẻ này nếu như hôm nay không chết, tương lai tất thành châu báu. Chỉ là, hắn đã thụ thương thảm trọng,
làm sao có thể là đối thủ của nhiều người Lâm Tiêu bọn hắn như vậy. Con vịt chết mạnh miệng, xem kiếm. Lâm Tiêu nhe răng cười một tiếng, đạp chân xuống, trường kiếm trong tay đâm ra, nhẹ như yến bay vụt tới. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang xông ra như một đạo sóng nước, nổi lên một từng cơn sóng gợn, những nơi đi qua đều mang khí thế hủy diệt. Ứng phó một người nửa chết nửa sống, Lâm Tiêu sư huynh lại còn thi triển đãng thủy kiếm, thực sự lãng phí. Không sai, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta xuất thủ liền có thể tùy ý diệt hắn. Tu sĩ theo Lâm Tiêu đến cười lạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn xem Tiêu Phàm nhất định sẽ phải chết. À, có ít người chính là quá tự cho mình là đúng. Mắt thấy kiếm khí gợn sóng kia sắp tới gần Tiêu Phàm, khóe miệng Tiêu Phàm đột nhiên nổi lên một nụ cười quỷ dị. Gạch nối Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.